Chương 342, Giả Nhân Dư Nghiệp, ở bên trong thung lũng trước mắt sáu người, cái thây khô dưới bảo tháp cử động rất nhỏ. Sau đó từng tiếng nổ lục bục từ trong truyền ra. Một lúc sau thây khô này chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, đứng lên mỉm cười với sáu người. Tay phải hắn vung lên, toàn thân bốc lên xương trắng dày đặc. Khi sương mù qua đi, Vương Lâm mặc một bộ quần áo trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Cho bụi dơ bẩn trên thân thể do một năm ngồi ở đây dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Tay phải vương lâm chỉ trên mặt đất một cái, lập tức một cái bàn đá mọc lên, đồng thời còn có mấy cái ghế đá, mời ngồi. Vương lâm ngồi lên ghế, tay phải phất nhẹ liền có thêm một bộ đồ uống trà. Lão già họ hồ nhìn vương lâm rồi ngồi đối diện hắn, người con gái đi theo sau lão bước lên phía trước. Sau khi chào vương lâm liền chủ động cầm lấy bộ ấm chén, lấy ra mấy cái chén để ở một bên, vị đạo hữu này, ngồi đi. Vương Lâm nhìn thoáng qua lão già áo xanh bên cạnh người con gái che lụa trắng, mỉm cười nói, lão già áo xanh nhìn Vương Lâm một cái thật sâu. Lão đã nhận ra, người này chính là người năm đó, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ phức tạp, trầm lặng một chút ngồi ở bên cạnh bàn. Mấy người còn lại cũng đều ngồi xuống. Lão già họ hồ nhìn Vương Lâm cười khổ nói, không biết nên gọi ngươi là Vương Đạo Hữu hay là Tàng Đạo Hữu. Vương Lâm cầm lấy chén trà, uống một ngụm nhỏ, cười nói, tên chẳng qua chỉ là cách xưng hô mà thôi, cố chấp làm gì. Người con gái che lụa trắng từ đầu đến cuối vẫn nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp khó hiểu. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, tàng ngư như mặt trời ban trưa không ngờ là người này, 10 năm trước tạm biệt, cô nương phong thái vẫn như vậy. Lần này cùng đi với hồ đạo hữu, chắc là vì đi tiên di chi địa đúng không, năm đó vãn bối không biết thân phận tiền bối, Mong tiền bối không cần để ý, người con gái che lụa trắng nói khẽ, người có tên cây có bóng. Cái tên tàng ngưu ở Chu Tức Tinh cũng thật nổi tiếng. Lão già họ hồ cũng phải động dung thì càng không cần phải nói nàng. Vương Lâm buông chén trà, lắc đầu không nói mà nhìn về phía khâu tứ bình, cười nói, tất cả hoặc một mình đều có khả năng tiến quân vào thiên đạo. Khâu tử bình cười khổ, hắn biết mình đi theo hồ lão, tất nhiên sẽ không thể gạt được cặp mắt Vương Lâm, vì vậy mới thở dài hóa thần, quá khó khăn. Lão già họ hồ cầm lấy chén trà, uống một ngụm, lập tức lộ vẻ xúc động, nói, vương đạo hữu, trà này. Vương Lâm cười nói, đây cũng không phải trà của tinh cầu chu tước, mà tất cả đều là của tinh cầu tu chân khác. Nhiều năm trước trong cuộc hành trình đi tiên giới, vương mổ vô tình có được, lão già họ hồ thở sâu, nhìn vương lâm, ánh mắt lộ ra một tia do dự, rồi nói, nghe đồng năm đó trên tiên giới vương huynh chặt đứt một tay hồng điệp, cũng không biết trong cuộc hành trình đi lên tiên giới vương huynh có đoạt được tiên khí không cách xưng hô của hắn với vương lâm trong vô tình đã có sự thay đổi vương lâm nhìn hồ lão nói cũng có hồ lão chăm chú nhìn vương lâm thành khẩn nói vương huynh hồ mổ bằng lòng bỏ ra bất cứ cái giá nào để đổi lấy một chút khí tiên khí mong vương huynh thành toàn cho vương lâm khẽ cười nói việc này không cần vội đợi đến lúc đạo hữu lên anh biến rồi hãy nói cũng không muộn không biết Hồ đạo hữu muốn đi Tiên Di chi địa để làm chuyện gì, Hồ lão trong lòng thầm nghĩ tên Vương Lâm này thời gian tu luyện không lâu, nhưng cũng là một con cáo già, đã nói bâng quơ, nhẹ nhàng chuyển đề tài ngay. Khi nghe được câu hỏi của Vương Lâm, hắn cười lên ha ha, nói: "Thật ra là ngày lão phu lên anh biến đã đến gần, mới mặt dày đến chỗ Vương huynh thỉnh cầu." Còn Tiên Di chi địa, việc này phải để Tử Tâm Đạo hữu nói mới rõ ràng được cô gái mặc áo lụa trắng nhìn vương lâm rồi lên tiếng tiền bối ở sâu bên trong tiên di chi địa có một cây luân hồi thụ phản bối có bản đồ đi vào trong đó vương lâm vẫn ung dung nhấp một ngụm trà cô thiếu nữ đi theo hồ lão vội vàng cầm lấy bình trà châm vào cho hắn rồi khôn khéo đứng ở một bên đôi mắt đẹp chốc chốc lại nhìn về phía vương lâm khâu tử bình nghe thấy ba chữ luân hồi thụ trong ánh mắt lập tức lộ ra tia lửa nóng ngay cả hứa la cũng giống hệt như vậy Cô gái mặc đồ lụa trắng vẫn nhìn Vương Lâm, thấy sau khi hắn nghe thấy ba chữ luân hồi thụ, vẻ mặt vẫn như thường, giống như vẻ mặt của hồ lão năm xưa khi nghe thấy tên cái cây này. Không khỏi trong lòng thầm than Vương Lâm tâm cơ quá sâu, đa mưu túc trí, mình không ngờ, tu sĩ hóa thần, ngoại trừ tu vi ra, tâm cơ thế này cũng vượt xa tu sĩ Nguyên Anh. Hồ lão cũng quét ánh mắt về phía Vương Lâm, thấy sắc mặt đối phương không có bất kỳ biến đổi nào thì đối với những lời đồn của tàng ngưu ở bên ngoài lại càng thêm tin tưởng ngồi xuống dưới luân hồi thụ có thể tạo ra một cơ hội cho tu sĩ cảm ngộ được luân hồi đặc biệt là đối với ý cảnh của tu sĩ hóa thần có rất nhiều điểm trợ giúp cô gái mặc đồ lộ trắng nhìn vương lâm nàng không tin vương lâm không động tâm đáng tiếc nàng vẫn nhìn không ra bất cứ dao động nào trên mặt vương lâm khóe miệng vương lâm nhếch lên hiện ra một nụ cười chuyển mắt nhìn về phía hồ lão nói hoang đường ý cảnh của hóa thần là tự bản thân cảm nhận luân hồi thụ này đối với những nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn hoặc đối với những tu sĩ vừa mới hóa thần có lẽ sẽ có sự trợ giúp nhưng đối với những tu sĩ hóa thần trung kỳ trở lên thì sự trợ giúp sẽ rất nhỏ hồ lão lần này đi là thực ra là có mục đích khác rồi cô gái mặc đồ lụa trắng ngẩn người ra nhìn về phía lão và mặc áo màu xanh đen ở bên cạnh lão già này cũng nhớ mày hồ lão cười lên ha hả cũng che giấu nói vương huynh kiến thức hơn người hồ mổ bội phục không sai việc này quả thật là như vậy cô gái mặc đồ lụa trắng nhíu đôi mày thanh tú lại nhìn về phía hồ lão hồ lão cười nói tử tâm đạo hữu chớ trách nếu như chỉ có luân hồi thụ lão phu cũng không đi theo ngươi đi vào tiên di chi địa mục đích của ta là quả luân hồi hắn nói xong ánh mắt nhìn về phía vương lâm lại nói nếu như không có vương huynh tham dự, ta đi chuyến này chỉ nắm chắc được ba phần thành công. Bây giờ nếu như có vương lâm cùng đi, chuyến này nắm chắc có thể từ sáu phần trở lên, luân hồi quả, vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, nhưng trong lòng lại khẽ động. Trước đó khi hắn nghe thấy cây luân hồi, thì đã có phỏng đoán sẽ nghe thấy ba chữ quả luân hồi vào lúc này. Hắn trầm mặt một chút, nói, quả luân hồi này, to như nắm tay, sau hai canh giờ lại đổi màu một lần phải không? Hai mắt Hồ lão sáng ngời, nhìn thật kỹ Vương Lâm, nói: "Kiến thức của Vương huynh thật phi phàm. Đấy chính là phương pháp để phân biệt thứ quả đó." Quả luân hồi, đối với những tu sĩ đợi hóa thần, có thể nói là bảo vật quan trọng. Hóa thần hậu kỳ đại viên mãn ăn vào, thì xác suất thành công anh biến sẽ tăng từ 3 thành trở lên. Lão phu đã từng xem qua trong vài quyển sách cổ, bây giờ mới có thể khẳng định. Vương Lâm trầm ngâm, trong ký ức của cổ thần Đồ Ti cũng có vài loại linh quả, là bổ phẩm tốt nhất của cổ thần thời trẻ. Cơ thể cổ thần rất hạn chế, bình thường cho dù có nuốt quả vào không phải lúc nào cũng tốt. Mặc dù là tiên quả linh vật, cũng chỉ có thể gia tăng linh lực mà thôi. Chỉ có một số tiên quả tuy không thể gia tăng linh lực, nhưng lấy chất dịch bôi khắp toàn thân, có thể tạo ra hiệu quả cực mạnh cho tu sĩ trúc cơ. Ở chỗ cổ thần, việc này gọi là tẩy thể, vì khi cổ thần còn nhỏ, sẽ có những cổ thần trưởng thành đi tìm hái những thứ quả này về cho tẩy thể, sau đó mới được đẩy lên trên tinh cầu, cổ thần sau khi tẩy thể, kinh mạch sẽ ẩn vào trong, hoàn toàn hòa vào bên trong máu thịt, kể từ đó tốc độ hấp thu sẽ tăng mạnh. Chỉ cần đến lúc trưởng thành những kinh mạch này hiện ra, thì lúc đó linh lực được cổ thần hấp thu đã trở thành cực kỳ khủng bố, ở thời viễn cổ mỗi cổ thần đều bị tất cả sinh vật truy sát. Bởi vì nếu để bọn họ tồn tại thì bốn phía sẽ chẳng còn linh lực nữa. Nhưng vì cổ thần quá mạnh mẽ nên những người tham gia vào việc đồ sát thường chưa thành công đã bị giết chết rồi, chỉ sau khi tẩy thể thì bản tôn mới thật sự trở thành cổ thần. Vương Lâm trầm mặt một chút, nói: "Tiên Di chi địa." Hồ lão trầm giọng nói: "Vương huynh, Tiên Di chi địa quả thật rất nguy hiểm. Dù sao chỗ này cũng có sức mạnh mà ngay cả Chu Tước Quốc cũng phải cố kỵ. Nhưng ta chỉ cần đừng tiến vào quá sâu, chắc chắn những giả nhân mạnh mẽ kia sẽ không đi ra nhiều lắm đâu." hiểu biết của vương lâm về tiên di chi địa cũng không nhiều chẳng qua từ trên bản đồ ngọc giảng có thể thấy được tiên di chi địa rất lớn nhưng những tầng ngầm dưới mặt đất của nó còn lớn hơn nữa tiên di chi địa dưới mặt đất có bao nhiêu tầng ngoại trừ chu tước quốc ra thì chẳng có người nào biết được vương huynh chắc chắn cũng biết rõ giả nhân là người bản xứ của chu tước quốc rất nhiều năm về trước khi chu tước quốc trở thành lục cấp tu chân quốc được liên minh tu chân tặng cho dư thử tinh thì xảy ra một cuộc chiến tranh lớn với những giả nhân, vốn là một tinh cầu tràn đầy sức sống đã suýt tan vỡ trong cuộc chiến, đến bây giờ vẫn có hơn một nửa ở trong tình trạng hoang tàn. Tất cả những chỗ đó đều là chỗ ở của giả nhân, trong trận chiến này giả nhân chết mất chín phần, chỉ còn sót lại một phần dư nghiệp tiến vào trong tầng ngầm của tiên di chi địa rồi không bao giờ ra ngoài nữa. Chu Tước Quốc cứ cách 100 năm lại phái ra rất nhiều tu sĩ tiến vào tiêu diệt, nhưng cũng không thể hoàn toàn giết sạch những giả nhân này được. Chương 343, Chu Tước Quốc, Luân Hồi Thụ lại sinh trưởng bên dưới mặt đất, là thánh vật của giả nhân. Nhưng Luân Hồi Thụ cũng không phải chỉ có một cây, mà tổng cộng có 9 cây cả thảy. Như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội, còn về phần Luân Hồi Quả, chỉ cần đi tới cây Luân Hồi Thụ, Lão Phu Tự có bí thuật có thể làm cho cây này kết quả chỉ trong 3 canh giờ, Hồ Lão Trầm giọng nói, Vương Lâm trầm mặt một chút, quay sang người con gái mặc đồ lụa trắng, nói, Năm đó vì sao cha của cô đi vào tiên di chi địa, cô gái mặc đồ lụa trắng khẽ nói, vì muốn lấy cho ta một khối gỗ luân hồi. Vương Lâm cũng không muốn hỏi cặn kẽ, hơi trầm ngâm, nói với hồ lão, việc này tại hạ không thể lập tức quyết định được, hồ lão gật đầu nói, không sao. Tiên di chi địa quả thật là nguy hiểm, trước đây lão phu cũng đã do dự rất nhiều mới quyết định đi một lần. Như thế này đi, chúng ta sẽ ở trước cửa ngõ vào tiên di chi địa đợi huynh một tháng, nếu huynh không tới thì chuyện này coi như hủy bỏ vương lâm gật đầu hồ lão đứng lên cười nói hồ mổ cũng không quấy rầy nữa vương huynh tại hạ chờ tin tức của huynh nói xong hắn lập tức ôm quyền rồi xoay người rời khỏi khâu tứ bình cũng vội vàng đứng lên hướng về phía vương lâm xin phép cáo lui cô gái mặc đồ trắng do dự một chút rồi khẽ nói tử tâm hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy tiền bối nàng liếc mắt nhìn vương lâm một cái thật sâu rồi đứng dậy bỏ đi lão già mặc áo dài màu xanh da trời ở bên cạnh nàng cũng ôn quyền đối với vương lâm, rồi đi theo phía sau cô gái mặc đồ lụa trắng. khi sáu người đi khỏi, vương lâm mới cầm chén trà lên uống một ngụm, ánh mắt chớp động, luân hồi quả đối với bản tôn có tác dụng cực đại. nếu có thể đoạt được thì thực lực của bản tôn có thể tăng lên rất nhiều. hắn trầm ngâm một lúc lâu mới vỗ vào túi trữ vật, lấy ra trong tay ba bức tượng gỗ, tượng gỗ tuế nguyệt bị tiêu hủy mất sáu cái, chỉ còn lại ba cái này có thể tạo thành tuế nguyệt ý cảnh nhưng nếu so với trước kia thì kém hơn rất nhiều. Đáng tiếc là không có vật liệu gỗ trên trăm năm, nếu không thì có thể bổ sung được rồi. Khi thu hồi tượng gỗ lại thì thần thức vương lâm đảo qua túi trữ vật, ánh mắt lóe lên, lấy ra một đoạn cánh tay ngắn. Đoạn cánh tay này được bảo tồn rất tốt, bên ngoài được phủ một tầng băng mỏng phát ra từng đợt hàng khí. Chu Tước Quốc không vì chuyện của Hồng Điệp mà đưa tới chiến thiếp, việc này có chút kỳ lạ. Vương Lâm trầm ngâm một hồi lâu, Trăm điều suy nghĩ không thể lý giải được, trận chiến với Hồng Điệp sẽ không thể tránh khỏi. Chỉ cần Hồng Điệp không bước vào anh biến thì ta còn có hy vọng chiến thắng. Cánh tay này bây giờ rất có nhiều chỗ để dùng, Vương Lâm cười lạnh, tay trái vung một trảo cách không, lập tức một chiếc ghế đá bay đến trước mặt, ghế đá giống như bị tan ra rồi lúc nhúc chuyển động, biến thành một cái bồn bằng đá. Vương Lâm ném cánh tay Hồng Điệp vào bên trong, sau đó hai tay bắt pháp quyết một đạo hắc mang ngay lập tức xuất hiện trong tay. Vương Lâm chỉ xuống dưới thì hắc mang rơi vào trong bồn, rồi chui vào trong cánh tay cục. Sau đó tay phải Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, lập tức có hai bình ngọc từ trong bay ra. Trong bình là những vật mà hắn ngẫu nhiên đoạt được trong mấy trăm năm gần đây, là yêu thú đang độc luyện thành. Tay phải Vương Lâm vung ra hai bình nhỏ lập tức vỡ vụn, rồi chảy ra hai dòng chất lỏng màu đỏ như máu hòa vào trong cánh tay cục. Sau đó ánh mắt Vương Lâm chớp động, hai tay bắt pháp quyết, đánh ra một đạo u quang. Đạo u quang vừa mới xuất hiện đã hóa thành một đầu lâu chui vào trong cánh tay. Vương Lâm không ngừng lại mà liên tục đánh ra 99 cái đầu lâu, tất cả đều chui vào trong cánh tay. Màu sắc của cánh tay lập tức thay đổi. Màu trắng như tuyết trước đó trở thành đen đỏ đang xen vào nhau, nhìn cực kỳ đáng sợ lại tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Làm xong tất cả mọi chuyện thì tay phải của Vương Lâm vung lên cách không chụp một cái, bồn đá đựng cánh tay lập tức co rút và bịt kín lại. Lúc này ở một nơi sơn thủy như tranh trong Chu Tước Quốc, Hồng Điệp đang ngồi xếp bằng trên một lá sen trong đầm nước, nhắm mắt tĩnh tọa, bốn phía là núi xanh nước biếc giống như tiên cảnh, lâu lâu lại có vài con linh thú xuất hiện, trong đầm nước có vài con cá chép râu rất dài đang chậm rãi bơi lượn, trong mắt lộ ra vẻ linh hoạt, rõ ràng là loại có thần trí, Hồng Điệp mặc trang phục màu đỏ, chẳng qua cánh tay phải chỉ có tà áo không, trước người nàng ba lá sen còn có một người đang ngồi, là một người đàn ông trung niên tướng mạo đường đường anh Tuấn bất phàm, hắn nhìn Hồng Điệp, trong ánh mắt lộ ra vẻ nhu tình, khẽ nói, Hồng Điệp sư muội, huynh đã mang đến cho muội Đông Hải Chi Linh, có thể làm cho cánh tay của muội mọc lại, nhưng sao muội lại không sử dụng, Hồng Điệp mở mắt ra, thản nhiên nói, mỗi lần nhìn thấy cánh tay áo phải trống không, thì muội nhất định phải giết chết Tằng ngưu trong lòng mới yên ổn được ba phần. Nếu không giết được Tằng ngưu thì cánh tay phải sẽ vĩnh viễn không khôi phục, sư huynh không cần phải khuyên giải nữa, Tằng ngưu trong mắt người đàn ông trung niên chợt lóe lên một tia sát khí, tên tàng ngư muốn phá hủy đạo tâm của muội, nhưng lại không ngờ tới nương theo mối hận cục một tay, đạo tâm của muội không những chẳng tổn hại mà lại trở nên hoàn hảo. Lần này Chu Tước Sơn muốn muội đánh với hắn một trận, rất hợp với ý muội, Hồng Điệp ngẩng đầu nhìn về phương xa, hừ. Nếu không có mệnh lệnh của Chu Tước, ta đã sớm xuất sơn rồi. Đi bắt tên tàng ngư này mang đến trước mặt sư muội, mặc cho muội muốn làm gì thì làm. Trong ánh mắt người đàn ông trung niên lóe lên một cái nhìn ác liệt, Hồng Điệp đang muốn nói thì biến sắc, trên mi tâm đột nhiên xuất hiện một sợi hắc tuyến, trong sợi dây này đầy ánh hồng mang, rồi lập tức lan ra, tay trái Hồng Điệp nhanh chóng điểm lên mi tâm. Sắc mặt nàng đen đỏ không ổn định, sau một lúc lâu hắc tuyến trên mi tâm mới chậm rãi thối lui. Hồng Điệp mở hai mắt lộ ra một nỗi căm hận sâu sắc, không ngờ tên tàng ngưu này lấy cánh tay của muội để tế luyện, Muốn dùng phương pháp đó để đã thương muội, tay trái Hồng Điệp bấm pháp quyết, liên tục đánh ra mấy cái pháp ấn, tất cả đều rơi lên giữa mi tâm của mình. Sau một lúc lâu, sắc mặt âm trầm của nàng đã đỡ hơn một chút, rồi lại ngồi xuống một lần nữa, "Sư muội, để ta đi giết tên tàng Ngưu này." Mặc kệ Chu Tước Sơn phản đối ta cũng phải giết chết hắn, nhiều lắm cũng chỉ phạt ta bế quan 100 năm mà thôi, trong mắt người đàn ông trung niên lóe ra một tia đau lòng rồi đứng thẳng người lên xoay người muốn đi, sư huynh xin dừng chân. Muốn giết Tằng Ngưu phải để cho muội đi. Chu Tức Sơn hai lần liên tục truyền ra tin tức nếu như cố ý vi phạm, chỉ sợ không phải chỉ bế quan 100 năm đơn giản như vậy đâu, Hồng Điệp hạ giọng nói, ánh mắt người đàn ông trung niên âm trầm một lúc rồi ngồi xuống. Nhưng sau khi hắn ngồi xuống lại lập tức lấy ra một cái ngọc giản ấn ở trên mi tâm một lúc rồi vứt ra ngoài, huynh không ra mặt, nhưng phái một số tu chân quốc cấp dưới ra tay. Làm vậy thì Chu Tước Sơn cũng không thể bắt chẹt ta được. Hồng Điệp không nói gì, chỉ nhắm chặt hai mắt, dùng toàn lực phong ấn sợi hắc tuyến đang ẩn trong mi tâm. Phía đông Chu Tước Quốc có một ngọn núi, thế núi giống như Chu Tước, vì vậy mới được gọi là Chu Tước Sơn. Chu Tước Sơn là thánh địa của toàn bộ Chu Tước Quốc. Tất cả mọi quyết định có liên quan đến Chu Tước Quốc đều phải được sự đồng ý của Chu Tước Sơn mới có thể được thực hiện. Vào một ngày, có một người thanh niên mặc đồ trắng đi đến dưới Chu Tước Sơn mặt hắn lộ vẻ khó khăn, lưỡng lự một hồi lâu dưới chân núi mới cắn răng bước lên bậc thềm. Người thanh niên mặc đồ trắng dừng bước ở bên ngoài một cung điện giữa Chu Tước Sơn, quỳ một chân xuống mặt đất, lớn tiếng nói, đệ tử Bạch Y chấp sự Tôn Ngọc Sơn, cầu kiến trưởng lão. Rất lâu sau, từ trong cung điện truyền ra một âm thanh, có chuyện gì? Trước đó đệ tử đã nhận lệnh đi sở quốc tìm Tàng Ngư đưa chiến thiếp. Nhưng Tàng Ngư vẫn chưa nhận thiếp, mà muốn trì hoãn lại 10 năm, Tôn Bạch Ngọc không dám dối trá, nói rõ đầu đuôi ra, hừ. Tên tàng ngưu này cũng không biết điều. Ngươi lui ra đi, sẽ có người đi bắt hắn về. Bên trong cung điện truyền ra giọng nói có chút âm trầm, tráng tôn ngọc sơn vả đầy mồ hôi, vội vàng đứng lên rút lui, tử ngọ. Ngươi đi bắt tên tàng ngưu về đây, âm thanh trong cung điện lại vang lên, lập tức một bóng người xuất hiện ở bên ngoài cung điện. Người này thân thể được một tầng sương mù bao phủ, nhìn không thấy rõ diện mạo, muốn sống, hay muốn chết. Tử ngọ lười biến nói, tùy ý, âm thanh trong cung điện lại truyền ra, được rồi, tử ngọ xoay người, đang muốn rời khỏi, nhưng đúng lúc này một ngọn lửa đột nhiên từ trên đỉnh Chu Tước Sơn truyền đến, rồi bay vào trong cung điện, chờ một chút, âm thanh trong cung điện mang theo một chút ngạc nhiên, chậm rãi nói, một lúc sau trong cung điện truyền ra một tiếng hừ nhẹ, nói, thôi, ngươi không cần phải đi nữa, cứ chờ hắn 10 năm, tử ngọ nhún vai, cơ thể lóe lên biến mất trong Chu Tước Sơn. Trong cung điện, một lão già tóc tai lông mày đều hoa râm trong tay đang cầm một khối ngọc giảng màu đỏ hồng, lẩm bẩm nói, trước cuộc tên tàng ngưu này có thân phận gì, lại để hắn ba lần liên tiếp đứng ra can thiệp. Lúc này Vương Lâm đang ngồi khoanh chân trong sơn cốc, trước mặt hắn là một chiến xa đặc biệt sắc bén. Vương Lâm nhìn chiến xa, trên mặt không thấy rõ đang vui hay buồn. Sau một hồi lâu, ánh mắt hắn lóe lên, tay phải duỗi ra rồi khu một vòng, lôi qua ở trong lập tức biến hóa ra, phịch một tiếng rồi rơi xuống bên cạnh, thương thế của lôi oa đã hoàn toàn có chuyển biến tốt đẹp. Ánh mắt nó nhìn về phía vương lâm lộ ra vẻ biết ơn, nếu không có vương lâm giúp đỡ, thì với thương thế lần này nó chắc chắn phải chết, lôi oa, ta muốn thu hồi khu thú quyển. Ngươi nếu muốn đi theo thì sau này phải đi bên cạnh ta. Nếu ngươi không muốn thì có thể rời đi, được không? Vương Lâm nhìn lôi oa, khẽ nói, lôi oa gật đầu. Hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết, liên tục đánh ra mấy đạo linh quyết lên trên khu thú quyển lập tức trên cái vòng lấp lánh rất nhiều phù hiệu rồi lại chậm rãi từ bên trên bay ra mà càng ngày lại càng lớn cuối cùng ở bên người vương lâm hình thành một cảnh tượng kỳ dị một vòng tròn do rất nhiều phù hiệu hình thành những phù hiệu ở bên ngoài là lớn nhất càng vào trong lại càng nhỏ ở điểm trung tâm trong hình tròn chính là khu thú quyển thả vương lâm quát nhẹ trong miệng những phù hiệu này lập tức chuyển động dần dần những sợi khí màu xanh từ trong khu thú quyển bay ra bền bồng, xuyên thấu qua một đám phù hiệu, giống như từ trong mê cung bay ra hơn một nửa rồi dung nhập vào trong cơ thể lôi oa. Lôi oa lập tức gầm lên một tiếng, cơ thể rung lên, hai mắt đột nhiên chấp động những tia sáng rực rỡ, những phù hiệu của khu thú quyển không tiêu tan mà tiếp tục xoay chuyển. Vương Lâm cũng không nhìn lôi oa, mà chuyển ánh mắt lên chiến xa. Tay phải bắt pháp quyết chỉ ngón tay ra ngoài, trên chiến xa lập tức bay ra một đám sương dày màu đen trong làng sương càng lúc càng lộ rõ hai ánh mắt sáng rực. Sau đó từ trong truyền ra từng đợt gầm gừ, sau khi làng sương tiêu tán thì lộ ra hồn thú của chiến xa, đây là một cái hồn thú nhỏ nhất bên trong ba cái chiến xa. Nó vốn bị Vương Lâm phong ấn, lúc này tỉnh lại, ánh mắt hung ác nhất thời tập trung lên người Vương Lâm, lộ ra vẻ hung tàn, nó có ba đầu, thân trâu đuôi dao long, cuối đuôi còn có cả miệng mũi mắt, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, Hắn cắn đứt đầu ngón tay chảy ra một giọt máu tươi rơi lên khu thú quyển. Sau đó hắn chỉ vào chiến xa chi linh, khu thú quyển lập tức chấn động, những phù hiệu ở bên ngoài chợt hiện ra trong nháy mắt, hóa thành một cầu vòng do rất nhiều phù hiệu tạo thành rồi xoay chuyển vòng quanh hồn thú, hồn thú liên tục rít gào, muốn vùng vẫy. Nhưng lúc này một sợi dây xích màu đen từ trong chiến xa bay ra trói chặt con thú này lại, cầu vòng do những phù hiệu tạo thành lập tức hạ xuống, từng cái một ấn ở trên hồn thú kim quang lấp lánh, hồn thú gầm rống lại càng kịch liệt. Những sợi dây xích trói chặt nó thậm chí có một số sợi bị đứt rời ra. Nhưng lại có rất nhiều sợi xích khác từ trong chiến xa lập tức bay ra trói chặt nó lại, cuối cùng thì tất cả phù hiệu đã được ấn lên người hồn thú. Nó dần dần không còn sức giải dụa nữa, nhưng vẻ hung ác trong mắt lại càng đậm, ánh mắt vương lâm vẫn bình tĩnh, đợi đến khi những phù hiệu đó đã ấn hết, hắn mới khẽ nói, thu. Những phù hiệu trên thân thể hồn thú lấp lánh một cách dữ dội. Ngay sau đó, màu sắc của những phù hiệu này lập tức biến đổi từ màu vàng trở thành màu đen, sau đó từng cái từng cái bay lên rồi biến mất trên khu thú quyển. Khi phù hiệu cuối cùng rơi xuống khu thú quyển, thì trên cái vòng này lập tức bay ra một con thú giống hệt như chiến xa chi hồn. Đúng lúc này, chiến xa kia lập tức biến thành một đạo hắc mang rồi được hấp thu vào trong khu thú quyển. Vương Lâm hít sâu, tay phải vỗ lên túi trữ vật tám khối cực phẩm linh thạch lập tức bay ra hai bên cạnh. Sau đó hắn cắn răng, tay phải vung lên triệu hồi, khu thú quyển lập tức bay đến nằm ở trên tay phải, lập tức một lực hút khổng lồ lớn hơn rất nhiều lần so với lôi oa năm xưa đột nhiên truyền ra. Thân thể vương lâm trong nháy mắt đã trở nên khô héo, giống như một xác khô vậy, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng rực. Tám khối cực phẩm linh thạch ở bên cạnh lại lập tức chấp động ánh sáng rực rỡ một cổ linh lực khổng lồ điên cuồng chảy vào trong cơ thể Vương Lâm, rồi lại chảy qua khu thú quyển. Quá trình này liên tục trong 3 ngày. 3 ngày sau lực hút dần tiêu tan, cơ thể Vương Lâm đã từ trạng thái héo rũ khôi phục trở lại. Tám khối cực phẩm linh thạch ở bên cạnh hắn, có một khối đột nhiên cầm, một tiếng rồi vỡ vụn, hóa thành cho bụi tiêu tán. Vương Lâm mở hai mắt, lộ ra một tia sợ hãi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cái vòng đồng trên cổ tay, trong mắt lấp lánh một tia hàng mang lực hút của vòng này có thể làm cho một khối cực phẩm linh thạch phải vỡ vụn. Lực công kích này chắc chắn sẽ rất mạnh, xạ thần xa, muốn tìm một cơ hội để xem thử nó có xứng với cái tên này không. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, chỉ còn lại 7 khối cực phẩm linh thạch, không để vào bên trong túi trữ vật mà đặt ở sát bên người. Dựa vào những gì hắn hiểu về khu thú quyển, thì mỗi lần sử dụng sợ rằng đều phải hấp thu một số lượng lớn linh lực, có những khối cực phẩm linh thạch này, phòng trước mới tránh khỏi họa vương lâm sờ sờ vào khu thú quyển hắn đứng thẳng người lên nhìn lôi oa đang ở bên cạnh lôi oa vẫn không nhúc nhích trong vòng ba ngày liên tục thủ hộ bên cạnh vương lâm lúc này thấy vương lâm nhìn lại nó ngẩng cái đầu lớn nhìn vương lâm hắn thuận thế ngồi lên trên lưng nó cười nói ngươi muốn đi theo ta sao bụng lôi oa co bóp rồi nó gào lên một tiếng coi như lời đáp ứng được từ nay về sau ta sẽ đối đãi với ngươi như văn thú vậy nói xong vương lâm lập tức vỗ vào túi trữ vật văn thú lập tức bay ra sau nhiều năm không gặp cơ thể của con thú này còn to lớn hơn ngày trước giống như một tòa núi nhỏ trong cái miệng khổng lồ của nó hàng mang lại lóe lên cực kỳ đáng sợ chẳng qua ngay khi nó vừa xuất hiện đã cảnh giác nhìn về phía lôi oa liên tục kêu to hai mắt lôi oa quét qua văn thú lộ ra vẻ khiêu khích vương lâm mỉm cười hắn từ trên lưng lôi oa nhảy xuống không thèm nhìn hai con thú này mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, mà đi về phía bảo tháp. Ở ngoài tháp, hắn hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt ngưng trọng, ông quyền nói, tiền bối. phản bối nhận lời ủy thác của chu dật tiền bối, chăm sóc ngài một nghìn năm. Tiên di chi địa kia hung hiểm dị thường. phản bối pháp bảo không nhiều, muốn mượn tạm tiên kiếm dùng một lần, mong tiền bối thành toàn cho. Chương 344, còn nhớ rõ cự phú sao, ánh mắt vương lâm chớp động hắn cho rằng chuyện này cũng không phải xảo hợp. Chẳng lẽ năm xưa vị tiền nhân chế tạo cự phú đã từng được thấy thanh tiên kiếm này sao? Nhưng chuyện này hắn căn bản không thể giải thích được, vì tiền bối kia ở triệu quốc tối đa cũng chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Với thực lực của người này thì sao có thể tiến vào tiên giới, rồi lại gặp được thanh tiên kiếm này, thậm chí cũng không biết nó nằm ở chỗ nào vào lúc cuối cùng mới được cô gái mặc đồ trắng triệu hồi ra chứ, vương lâm trầm mặt hắn nhớ lại năm đó khi nhìn thấy cự phú thì ở hai bên có ghi lại những chuyện xưa của vị tiền bối kia khi còn sống người này vốn là một kẻ vô dụng ở hàng nhạc phái nhưng cuối cùng lại cứu nguy cho hàng nhạc phái một lần kiếp nạn sau đó ông ta chết đi chỉ để lại thanh cự phú trong kiếm các cho người có duyên một người vô dụng cũng có thể giải cứu môn phái khỏi kiếp nạn khi đó mình cũng không nghĩ nhiều như vậy bây giờ xem ra trên người vị tiền bối này chắc chắn có bí mật Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn lên thanh tiên kiếm trong tay, tiên kiếm không có kiếm hồn thì kiếm uy cũng mất. Nếu muốn sử dụng nó phải có một kiếm hồn, hai mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải vỗ vào túi trữ vật, Hứa Lập Quốc. Đi ra, một đạo ô mang từ trong túi trữ vật bay ra rồi hóa thành hình dạng của Hứa Lập Quốc. Sau khi hắn hiện thân, hai tay lập tức đấm liên tục lên ngực, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn mãnh liệt, lão tử rốt cuộc cũng được đi ra ngoài. Ha ha hứa lập quốc gào lên vài tiếng, lúc này, lôi oa và văn thú vẫn còn đang nhìn chầm chầm vào nhau, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hứa lập quốc, hứa lập quốc vội vàng khép miệng lại, cẩn thận nhìn về phía hai con thú, tay phải vương lâm vung lên một trảo. Hứa lập quốc trên lên một tiếng bị hắn chọc vào trong tay rồi ném vào trong tiên kiếm, tiên kiếm lập tức trung lên, ánh sáng màu vàng chậm rãi tỏa ra, vương lâm nhướng mày, tay phải khẽ điểm lên mi tâm, từng đạo du hồn lập tức bay ra dưới ý niệm của vương lâm tất cả liền chui vào trong tiên kiếm màu sắc của thanh kiếm lập tức tối lại không lâu sau tất cả kim sắc đã biến thành hắc mang tay phải vương lâm đặt lên thanh kiếm hắn trầm mặc một lúc lâu rồi lẩm bẩm lấy du hồn làm kiếm hồn chỉ có thể phát huy được một chút uy lực của kiếm này mà thôi nếu như có thể bắt được thôn hồn sẽ làm cho uy lực của thanh kiếm này khôi phục trở lại đáng tiếc là không có thời gian sau này ta nhất định phải bắt được thôn hồn vương lâm đứng thẳng người lên rồi thu đại kiếm lại tay trái đặt lên trên bảo tháp nó lập tức thu nhỏ lại rơi vào trong tay bị hắn bỏ vào túi trữ vật sau đó vương lâm hít thở sâu thu hồi lôi oa và văn thú cơ thể hắn khẽ động biến mất ngay tại chỗ hạnh hoa thôn trong nhà chu gia một người phụ nữ trung niên trong tay ôm một bé gái trong mắt bà lộ ra cái nhìn hiền hậu như nhi cha con lần này đi đến trương gia thôn lấy nhân sâm khi cha về sẽ dùng nó bồi bổ thân thể cho con. Hài tử này cũng không biết bị làm sao mà cơ thể cứ yếu ớt như vậy. Ôi, người phụ nữ lại bế con một lúc, trong miệng bà khẽ cất lên một khúc ca dân giả. Cô bé gái nhắm chặt hai mắt, tiếng hít thở đều đặn, rõ ràng đã ngủ say rồi. Đợi một lúc lâu đến khi đứa bé hoàn toàn ngủ say, người phụ nữ mới khẽ đặt bé gái sang một bên. Bà hôn nhẹ lên cái trán của nó, đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu cơm người phụ nữ vừa mới đi ra thì trong phòng đã có thêm một bóng người vương lâm ngơ ngẩn nhìn đứa bé gái trong mắt hắn lộ ra vẻ âu yếm tay phải hắn run rẩy khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé khẽ nói uyển nhi ta đã quên là ngày nào tháng nào năm nào chúng ta gặp nhau ở bên ngoài tu ma muội mỉm cười đau buồn ánh mắt chăm chú nhìn vào ta cặp lông mi xinh đẹp của đứa bé gái hơi rung lên nó chậm rãi mở mắt Hai mắt trắng đen rõ ràng nhìn Vương Lâm không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nguyên anh chìm vào giấc ngủ ở trong cơ thể yếu đuối, không thể lưu lại được bất kỳ ký ức nào của ngày xưa. Nhưng có một số chuyện mà con người luôn khắc cốt ghi tâm, cho dù nàng có quên âm thanh của hắn, không nhớ gương mặt hắn, nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn thì những cảm nhận sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Đứa bé gái nhìn vào mắt Vương Lâm. Cặp mắt nó dần dần không còn vẻ đen trắng phân minh nữa mà trở nên mơ màng. Thân thể yếu đuối của nó cũng không nhận ra được một hạt lệ đang chảy xuống từ trên khóe mắt, Vương Lâm đau lòng, rất đau. Hắn ngơ ngẩn nhìn đứa bé gái, ngươi cho ta một giọt nước mắt, ta có thể nhìn thấy cả đại dương trong lòng ngươi. Vương Lâm nhìn bé gái rất lâu, rất lâu, thời gian có thể trôi qua, năm tháng có thể phôi pha, nhưng ánh mắt của hắn vẫn mãi mãi tồn tại, ta sẽ đến đón muội, Vương Lâm nói khẽ. Hắn nhìn bé gái thật kỹ, rồi xoay người rời đi. Hắn vừa mới bước đi, hai mắt bé gái lập tức bốc lên một làn hơi nước. Nó dùng âm thanh non nớt mà thúc thiết khóc, bà mẹ đang ở bên ngoài nấu cơm lập tức đẩy nắp nồi đi vào. Bà vội vàng ôm lấy con, khẽ âu yếm, dần dần đứa bé không khóc nữa, nhưng ánh mắt của nó lại nhìn ra bên ngoài phòng, ánh mắt vẫn còn mơ màng như cũ, thiết nham ngồi khoanh chân trong động phủ. Hắn thủ hộ đứa bé gái đã một năm rồi. Hắn dường như đã quen với cuộc sống thế này rồi lữ phi nửa năm trước dùng truyền âm ngọc giảng nói muốn đến thay thế cho thiết nham nhưng bị hắn cự tuyệt Thiếp nham từ khi bước vào giới tu chân thì chưa từng có được một năm thể nghiệm như thế này mỗi ngày hắn đều dùng thần thức tra xét khắp thôn mỗi một hộ một nhà thậm chí mỗi cái tên hắn đều nhớ rõ loại cảm giác này rất kỳ diệu Thiếp nham trong mấy tháng gần đây đã không thèm ngồi tĩnh tọa mỗi ngày đều chìm đắm vào bên trong thế giới phàm nhân vương lâm đi vào trong động phủ khi hắn nhìn thấy Thiết Nham, hai mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng, Thiết Nham vội vàng đứng dậy ra mắt Vương Lâm, rất tốt. Ngươi so với Lữ Phi nếu vẫn có cảm ngộ như vậy thì chắc chắn sẽ hóa thần trong một ngày gần đây. Nhưng ngươi cần chú ý phải là nguyên anh viên mãn mới có thể được, Vương Lâm trầm giọng nói, Thiết Nham ngẩn người rồi gật đầu, Vương Lâm trầm ngâm một chút, hắn lấy ra một cái tượng gỗ tuế nguyệt đặt ở bên cạnh, nói, vật này cho ngươi, hãy cảm nhận cho tốt, nói xong, hắn xoay người rời đi, thiếp nham lặng lặng nhìn tượng gỗ, hình như có chút tỉnh ngộ, vương lâm ngồi lên văn thú bay thẳng về phía tiên di chi địa, lúc này ở trong tu ma lại có một dòng chảy chuyển động, phun trào ra trong toái tinh loạn, thân thể của thần ở trong toái tinh loạn, trong huyết hải, lúc này huyết hải có rất nhiều thay đổi so với năm xưa. Tất cả những thạch trùy năm xưa đều đã biến mất, chỉ còn chỗ của thác sâm là vẫn còn, toàn bộ huyết hải chỉ có không tới 100 người tu sĩ trong mi tâm bọn họ có một sợi dây màu đỏ. Bọn họ lúc này đều đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, chìm vào trong biển máu, trong đám này có rất nhiều người vương lâm quen biết, chẳng hạn như cổ đế. Trên người những tu sĩ này đều phát ra một luồng cảm giác yêu dị, tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm. Theo sự thổ nạp của bọn họ, huyết tương trong biển máu dần dần dung nhập vào bên trong cơ thể của họ, trong huyết hải, ở chỗ của thác sâm năm đó, trên thạch trùy là một người đàn ông có mái tóc đỏ dài đến tận eo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa đầu hắn cúi thật thấp xuống trên mặt đất dưới người hắn có rất nhiều nét chữ được khắc bằng móng tay toàn bộ những chữ này đều chỉ là một cái tên vương lâm người đàn ông này chính là thác sâm người đạt được truyền thừa lực lượng của cổ thần hắn chậm rãi ngẩng đầu lên mái tóc đỏ che phủ cả khuôn mặt nhìn không rõ diện mạo chỉ nhìn thấy hai mắt của hắn lấp lánh phía sau mái tóc đỏ trong đó lộ ra một tia u quan căm hận đến cực điểm, vương lâm. Cơ thể của cổ thần đã đến thời hạn, đang dần suy kiệt. Không còn bao lâu nữa ta sẽ đột phá ra. Ngươi đừng nên chết sớm, thay ta bảo tồn cho tốt ký ức truyền thừa. Chương 345, Giả Nhân, Tiên Di Chi Địa là một vùng núi non sâu thẳm được sương đen bao phủ. Làng sương đen đậm đặc này bác phủ khắp cả dãy núi liên miên bất tuyệt này. Trong dãy núi này cực kỳ yên tĩnh không có tiếng động nào, loại cảm giác yên tĩnh làm cho con người ta phải sợ hãi sâu bên trong dãy núi có một cái hố tự nhiên khổng lồ nhóm sáu người hồ lão lúc này đang ngồi khoanh chân bên ngoài cái hố từ xa nhìn lại giống như những chấm đen nhỏ hồ lão khoanh chân ngồi xuống lão đã ngồi chờ ở chỗ này gần một tháng rồi dọc đường đi bọn họ không gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm nào nhưng từ khi lão rời khỏi chỗ ở của vương lâm rồi đi vào trong tiên di chi địa lão lúc nào cũng cảm thấy một mối hiểm nguy đang rình rập ở xung quanh. Là một tu sĩ hóa thần lão không nghĩ cảm giác của mình vô cớ xuất hiện, chắc chắn phải có nguyên nhân. Lúc này ngồi ở bên ngoài hố sâu, cảm giác sợ hãi của lão lại càng mạnh mẽ. Tính cả vương đạo hữu thì tổng cộng có ba hóa thần tu sĩ. Chỉ cần không đi vào tầng quá sâu, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Trong lòng hồ lão thầm nghĩ, nhiều năm trước lão đã đi vào chỗ này một lần khi đó lão đi vào đến tầng thứ ba trên đường tuy cũng gặp phải một chút nguy hiểm nhưng đều yên ổn vượt qua cuối cùng còn lấy được vật mình cần rồi rời khỏi đây cũng là nguyên nhân vì sao lão lại đi đến đây nhưng bây giờ hồ lão lại đột nhiên có chút hối hận lão nhìn cái hố sâu to lớn dưới chân sắc mặt trở nên âm trầm tử ngươi khẳng định luân hồi thụ ở tầng thứ ba sao hồ lão nhìn về phía người con gái mặc lụa trắng ở bên cạnh cô gái gật đầu khẽ nói Năm đó ta từng đi theo cha đến chỗ này, còn nhớ rất rõ chỗ nào có một cây luân hồi thụ khô héo. Nhưng tu vi cha ta không đủ vì vậy mới mang ta rút lui. Hồ lão trầm ngâm, thầm nghĩ rằng tầng thứ ba cũng không coi là nguy hiểm. Chỉ cần không đi từ tầng bốn trở xuống thì chuyến đi này chắc chắn sẽ thành công. Hơn nữa luân hồi thụ nếu đã khô héo thì chắc chắn sẽ không có giả nhân canh giữ. Chuyện này lão cũng không nói rõ ràng cho Vương Lâm biết. Ánh mắt hồ lão nhìn về xuống cái hố sâu đúng lúc này một tiếng xé gió từ trong núi sâu truyền ra tất cả mọi người lập tức nhìn về phía đó chỉ thấy một con yêu thú mặt mũi dữ tợn to như một tòa núi nhỏ xuất hiện ở vùng trời phía trên mọi người trên đầu con yêu thú là một người thanh niên mặc đồ trắng chính là vương lâm trong mắt hồ lão lóe lên một tia vui mừng cười ha ha nói vương huynh đã đến chuyến này ta nghĩ chắc chắn sẽ thành công vương lâm nhảy xuống khỏi người văn thú mỉm cười hướng về phía mọi người gật đầu nói để các vị phải chờ lâu vì trên đường gặp phải một số phiền toái nhỏ." Sao? Trong mắt Hồ lão có chút ngưng trọng, Vương Lâm lật tay phải, trong tay hắn đã có một cái đầu người, rồi đặt lên mặt đất. Cái đầu người này nhìn qua thì đen kịt và rất dơ bẩn, hai mắt hắn lộ ra vẻ phẫn nộ, trên mặt còn có một dấu ấn màu đen nhô hẳn ra. "Giả nhân." Hồ lão biến sắc, "khi ta tiến vào Tiên Di chi địa phát hiện người này đi theo phía sau, muốn đánh lén ta." Vương Lâm nói hồ lão tiến lên một bước tay khẽ điểm lên trên mi tâm của cái đầu những dấu ấn màu đen trên đầu người lập tức từ từ chuyển động rồi ngưng tụ lại trên mi tâm tạo thành một nửa lá cây của một loài thực vật kỳ lạ hắn không phải giả nhân thuần khiết mà là tu sĩ bị giả nhân ký sinh thôi hóa sắc mặt hồ lão âm trầm nói sao vương lâm nhìn về phía cái đầu người hứa la do dự một chút hỏi lão tổ ngài làm sao nhận ra được chẳng lẽ vì cái lá cây này không nguyên vẹn sao không chỉ có hắn ngoại trừ cô gái mặc đồ lụa trắng thì tất cả mọi người đều tỏ ra khó hiểu vẻ mặt hồ lão nghiêm túc chỉ vào chiếc lá trên mi tâm đầu người nói lão phu tuy chưa từng gặp qua giả nhân thật sự nhưng từ sự giải thích trên một vài sách cổ thì chỉ có ba lá trở lên mới là giả nhân có máu huyết thuần khiết còn lại đều do ký sinh thôi hóa mà thành nhưng loại giả nhân sinh ra do thôi hóa cũng không nên xuất hiện ở chỗ này chỉ có tầng thứ hai mới có thể nhìn thấy thôi. Nhìn cái đầu người trên mặt đất, một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện ở trong lòng mọi người, trên mặt hồ lão lộ ra vẻ do dự. Sau đó ánh mắt lão ngưng trọng, nói, Vương Huynh, muốn phú quý phải không sợ hiểm nguy, chúng ta đi thôi. Vương Lâm trầm mặt trong giây lát, rồi gật đầu, hồ lão dẫn đầu nhảy thẳng vào trong hố sâu. Sau đó Vương Lâm cũng nhảy xuống, rồi đến những người còn lại. Cái hố này rất sâu, Mọi người liên tục rơi xuống. Vương Lâm nhìn thấy trên vách bốn phía cái hố có rất nhiều loại cây cỏ giống như thực vật sinh trưởng trong bùn đất, không lâu sau, mọi người rơi xuống đất. Đây là một thế giới bằng phẳng, đất màu đen, bầu trời cũng màu đen, bốn phía yên tĩnh dị thường, đối với tu sĩ thì chỗ này tuy không có ánh sáng nhưng cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn, chớp mắt đã nhìn thấy rõ ràng. Vương Lâm ngồi xổm xuống bốc lên một nắm đất. Bùn đất ở nơi đây rất cứng rắn giống như sắt thép tầng thứ nhất vốn không có nguy hiểm nhưng bây giờ ngay cả ở bên ngoài cũng có giả nhân thôi hóa ẩn nấp thì nơi đây sợ rằng cũng có giả nhân mọi người cần phải chú ý hồ lão trầm giọng nói vương lâm đảo thần thức qua chỗ này quá lớn nên thần thức không thể thăm dò được toàn bộ ở cửa tầng thứ nhất sau khi hồ lão và tử tâm nói chuyện với nhau xác định đang ở hướng đông vì vậy hồ lão dẫn đầu đoàn người bay về phía đông trên đường đi đám người khâu tứ bình hứa la đi sát nhau vẻ mặt khẩn trương đề phòng bốn phía chỉ có vương lâm hồ lão và lão già mặc đồ xanh đen kia vẻ mặt vẫn như thường còn người con gái mặc đồ lụa trắng sau khi đi vào đây thì thần tình có vẻ hoảng hốt nàng hình như nhớ lại cái gì đó dọc theo đường đi không nói một lời nào bảy người phi hành được một lúc thì ánh mắt vương lâm đột nhiên lóe lên hắn nhìn về phía sau thấy một đạo ô quan dùng tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đã đi đến phía sau mọi người ô quan tiêu tán hóa thành một giả nhân tóc tai bù xù dùng da thú để che đậy cơ thể. Giả nhân này trên tay chân có vài đạo ấn ký màu đen. Hai mắt hắn lấp lánh ánh sáng đỏ, bàn tay to lớn chọc về phía hứa la, hứa la biến sắc, trong miệng phun ra một chùm sáng rồi hóa thành một cây phi kiếm. Nó mang theo hàng mang sắc bén đâm thẳng về phía giả nhân, cơ thể giả nhân xoay chuyển một cách quỷ dị tránh khỏi phi kiếm. Tay phải của nó biến thành trảo rồi chụp thẳng xuống dưới. Hứa la nhanh chóng lui về phía sau vạt áo trước của hắn xuất hiện năm vết rách toạc, bên trong lóe lên từng đợt ngân quang, rõ ràng có mặt áo giáp bên trong, giả nhân xong một kích lập tức lui về phía sau, lưu lại đi, hồ lão hừ nhẹ một tiếng, cơ thể không động, vương tay tung ra một trảo cách không, giả nhân kia hú lên một tiếng quá dị, những dấu ấn màu đen ở bốn phía thân thể lập tức chuyển động, một tia hắc khí từ trong dấu ấn bay ra rồi nhanh chóng chui vào trong cơ thể giả nhân. Nó hét lớn một tiếng, chém mạnh tay phải ra tất cả những hắc khí tập trung hết lên nắm tay phải của nó một quyền đánh vào không trung hồ lão thần sắc vẫn như thường nhưng trong mắt lộ ra một tia sát khí lão nắm chặt tay phải nắm đấm của giả nhân kia lập tức phát ra tiếng rắc rắc máu thịt lẫn lộn giả nhân la thảm một tiếng nhanh chóng rút lui tay phải hồ lão lập tức chỉ vào khoảng không một đạo linh quyết đột nhiên bắn thẳng ra rồi xuyên qua ngực giả nhân cơ thể giả nhân lập tức nghiêng đi rồi ngã lăn trên mặt đất Chương 346, Thuật Chú Sư, Hồ Lão tiến lên vài bước, tay phải khẽ điểm lên đầu giả nhân. Chỉ thấy tất cả những dấu ấn màu đen trên cơ thể của giả nhân lập tức tập trung lại ở mi tâm rồi hóa thành một cái lá đen hoàn chỉnh. Xem ra tiên di chi địa đã xảy ra một số thay đổi mà chúng ta không biết. Loại giả nhân thôi hóa một chiếc lá này năm xưa chỉ xuất hiện ở tầng 2 thôi. Hồ Lão trầm giọng nói, hứa la sờ sờ lên ngực, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tốc độ của giả nhân này quá nhanh, lại có thể né tránh phi kiếm. Nếu hắn không mặc áo giáp ở trong thì sợ là vừa rồi đã bị một trảo của đối phương đánh vỡ ngực. Ba ngày sau, bảy người đi về phía Đông tầng thứ nhất thì đến cổng tầng thứ hai. Trong khoảng thời gian này bọn họ gặp phải chín con giả nhân. Những con giả nhân này xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào để nhận biết. Mặc dù dùng thần thức tra xét nhưng nếu bọn họ không xuất hiện sẽ rất khó tìm được chính con giả nhân ngoại trừ một con cuối cùng thì tất cả những con khác dấu ấn trên người cũng không có nhiều lắm. Sau khi chết thì trên mi tâm chỉ có một chiếc lá, còn con giả nhân cuối cùng lại xuất hiện ở lối vào tầng 2. Dấu ấn màu đen trên người con này nhiều hơn những con trước một chút. Đặc biệt là cánh tay phải của nó dày đặc những dấu ấn đen. Vương Lâm thấy những dấu ấn này còn có thêm một chút ký hiệu. Sau khi giết hắn, Vương Lâm phát hiện trên mi tâm tên kia có hai cái lá thực lực của tên này tương đương với tu sĩ kết đan hậu kỳ. Tiên di chi địa tầng thứ hai thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt so với tầng thứ nhất, nó vẫn là một vùng đen tối. Nhưng ở nơi đây phát ra một khí tức làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Khí tức này không có ảnh hưởng đối với Vương Lâm, nhưng đối với đám người hứa la lại có ảnh hưởng rất lớn. Trên đường đi Vương Lâm cũng cảm thấy có chút khó hiểu, lão già họ hồ này vì sao lại mang theo hứa la và cô gái kia đến đây, tu vi của hai người này chỉ là kết đan kỳ mà thôi, ở chỗ này chỉ cần sơ ý một chút sẽ chết ngay, chuyện này Vương Lâm cũng không hỏi rõ. Với tính tình của hắn nếu như gặp phải nguy hiểm trừ khi có đủ khả năng nếu không thì sẽ không mạo hiểm để cứu giúp, trên mặt đất của tầng thứ hai, chốc chốc lại thấy một số xương cốt đen đúa của thú vật, thậm chí còn có một số thi thể thú vật đang thối rửa. Những con yêu thú này Vương Lâm không biết rõ, không giống với những yêu thú ở Tu Ma Hải mọi người vừa mới tiến vào tầng 2, thì đúng lúc này Vương Lâm biến sắc. Chỉ thấy một đạo hắc mang xuất hiện bên ngoài mọi người mười trường. Nó cũng không dám tiến lại gần mà dừng lại ở chỗ đó hóa thành một giả nhân. Hình dạng của giả nhân này nếu so với những con khác trên tầng thứ nhất thì khác biệt rất lớn. Trên người kẻ này mặc một bộ da thú, toàn thân có một phần tư vị trí đều là hoa văn và dấu ấn đen. Ánh mắt của hắn cũng không phải là màu đỏ mà đen trắng rõ ràng nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở sâu trong mắt hắn lộ ra một tia sáng kỳ dị giả nhân này cũng không phải là một loại so với tầng thứ nhất giả nhân ở tầng thứ nhất kể cả tên có hai chiếc lá thì trong mắt đều lộ ra vẻ điên cuồng sau khi nhìn thấy bọn họ cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện thực lực chênh lệch mà điên cuồng tấn công nhưng tên này vẫn chưa tiến lên mà đứng ở bên ngoài mười trường hắn âm thầm nhìn bọn họ nhất là nhìn rất nhiều lên người cô gái mặc lụa trắng giả nhân hắn là giả nhân chân chính. Phù chú trên người hắn đã đạt đến tiêu chuẩn ba lá, tương đương với Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cô gái mặc đồ trắng đột nhiên nói, giả nhân thè đầu lưỡi ra liếm liếm môi. Trong miệng hắn truyền ra một tiếng kêu to, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo ô quang rồi hóa thành một đám giả nhân khắp thân thể đều có ấn ký, nhào về phía đám người Vương Lâm, còn tên giả nhân ba lá kia lại đứng ở phía sau cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm ánh mắt vương lâm lóe lên cơ thể hắn phóng ra như tên bắn trong nháy mắt hắn đã bay qua đám giả nhân đang nhào tới nhằm thẳng về phía tên có ba lá giả nhân ba lá nhìn thấy vương lâm phóng tới không có chút kinh hãi mà tay phải vuốt lên những ấn ký trên người trên tay lập tức xuất hiện một mảng da thú trong miệng người này lập tức phát ra vài câu thần chú phức tạp những tấm da thú trong tay hắn lập tức hóa thành một ngọn lửa lớn rồi phóng thẳng về phía vương lâm cơ thể vương lâm bị bao phủ trong ngọn lửa trong tay giả nhân ba lá kia lại có thêm một mảnh da thú, hắn cắn đứt đầu ngón tay rồi vẽ lên đó vài đường, lại ném ra, ngọn lửa lập tức lại càng trở nên dữ dội, nhưng đúng lúc này thì Vương Lâm đã bay ra khỏi ngọn lửa. Những ngọn lửa này căn bản không có cách này bám sát vào người hắn. Khi Vương Lâm phóng ra thì ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tắt ngúng, giả nhân ba lá ngẩn người ra, không nói nhiều lập tức rút lui, biến mất trong bóng tối. Vương Lâm làm sao có thể để hắn chạy thoát, hắn lập tức thuấn di đuổi theo, còn những tên giả nhân nhào về phía đám người hồ lão, bị lão vung tay áo giết chết toàn bộ. Lúc này Vương Lâm trở về trong tay hắn sách theo tên giả nhân ba lá, ném lên mặt đất. Sau đó ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía cô gái mặc lụa trắng, lạnh lùng nói, tử tâm đạo hữu. Cô có thể nhận ra đẳng cấp của giả nhân, mong rằng có thể đem hết những gì cô biết nói hết ra. Cô gái mặc lụa trắng khẽ gật đầu, nói cũng không phải là trước đó tiểu nữ không nói, mà sau khi tiến vào chỗ này thì trong đầu ta mới có thêm một số ký ức. Cách tấn công của giả nhân cũng không giống với tu sĩ mà được chia làm hai loại, một loại là thuật chú sư loại còn lại là chiến thú sĩ, tên này chính là tam diệp thuật chú sư, những ký hiệu màu đen trên người bọn họ chính là thứ dùng để phân cấp, ký hiệu càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Còn những ký hiệu này là dùng máu huyết của yêu thú để vẽ lên, do đó có thể đạt được sức mạnh của yêu thú. Đúng lúc này từ phương xa truyền đến một tiếng xé gió. Ngay sau đó một đạo hắc mang bay tới như tên bắn hóa thành một khuôn mặt khổng lồ. Cặp mắt trên khuôn mặt dày đặt những ký hiệu này đảo xuống bên dưới, ánh mắt rơi lên người tên giả nhân đang nằm trên mặt đất, sau đó khuôn mặt kia hút một cái thật mạnh, những ký hiệu trên thân thể tam diệp giả nhân đang nằm trên mặt đất lập tức chuyển động giống như có sức sống rồi bay ra khỏi cơ thể. Trong nháy mắt đã bị hút vào trong miệng của khuôn mặt khổng lồ, hồ lão hừ nhẹ một tiếng đang muốn tiến lên đột nhiên biến sắc dừng bước lại, sắc mặt Vương Lâm cũng có chút khó coi, chỉ thấy ở phương xa đột nhiên xuất hiện năm đạo hắc mang rồi lập tức hóa thành những khuôn mặt khổng lồ với ánh mắt âm trầm, nhìn chầm chầm về phía mọi người. Đây là ngũ diệp thuật chú sư tương đương với hóa thần tu sĩ, âm thanh của cô gái mặt lộ trắng trở nên run rẩy. tất cả mọi người phân tán ra, tập hợp ở cổng xuống tầng 3 ở cực bắc, hồ lão nói nhanh, chọc lấy hứa la và cô gái rồi lập tức bay thẳng về phương xa. Khâu tứ bình vội vàng bay theo phía sau. Vương Lâm không nói nhiều, xoay người bay đi. Những mặt người khổng lồ nhìn thấy mọi người bay đi lập tức tản ra đuổi theo phía sau. Theo sau Vương Lâm là người xuất hiện sớm nhất rồi hấp thu những ký hiệu của tên Tam Diệp giả nhân. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh. Sau khi bay được một khoảng thì hắn dừng lại, xoay người nhìn về phía bộ mặt đang truy đuổi. Hắn vỗ vào túi trữ vật, cấm viên lập tức xuất hiện trên tay. Hắn rung tay lên rất nhiều cấm khí đột nhiên bay ra rồi bay lượn xung quanh cơ thể, đồng thời lôi oa cũng từ trong túi trữ vật bay ra, biến thành một thân thể khổng lồ rồi phình bụng ra bay về phía khuôn mặt khổng lồ. Lôi oa mở rộng miệng, một tiếng nổ lớn vang lên, một lôi cầu từ trong miệng nó bay ra, mang theo khí thế xé toạc khoảng không điên cuồng bay thẳng ra, hai mắt trên gương mặt khổng lồ lộ ra vẻ kỳ dị, trên khuôn mặt lập tức tuôn ra rất nhiều hắc vụ, nhanh chóng cô động lại một chỗ tạo thành một cái khiên thật lớn lôi cầu bay đến, đập lên trên tấm khiên, ầm, cái khiên rung lên, xuất hiện một số vết nứt, nhưng lập tức được hắc vụ bổ sung vào. Sau khi lôi cầu đi qua, hắc vụ trên tấm khiên lại càng dày đặc, rồi lại nhìn thấy ở trong đó có một người đi ra, đây là một người trung niên, tóc buộc ở sau đầu, trên người mặc áo da thú. Toàn thân hắn có một nửa được che kín bằng những ký hiệu. Những ký hiệu cũng không phải được vẽ trên người mà hơi nổi lên tương đối lộn xộn, rõ ràng không phải chỉ được vẽ một tầng, trên mặt hắn cũng giống như vậy, nửa bên mặt đầy những ký hiệu, người từ bên ngoài chú phù tinh đến, các ngươi không tuân thủ theo giao ước, chưa đến 100 năm có người đi vào chỗ này, zép, yep. giọng của người trung niên không lưu loát, chậm rãi nói, ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hắn không phát hiện được trên người đối phương có chút linh lực nào. Nhưng những ký hiệu lại làm hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm, người đàn ông trung niên dùng tay phải vuốt lên những ký hiệu trên người. Ký hiệu lập tức lấp lánh, rồi hóa thành một đạo cầu vồng, cuộn quanh bàn tay phải của người đàn ông trung niên và nhanh chóng xoay tròn. Người đàn ông trung niên dùng tay trái nhanh chóng điểm vài cái lên trên những ký hiệu. Ký hiệu bị hắn điểm lên lập tức thay đổi vị trí. Trong nháy mắt, những ký hiệu này lập tức tập hợp lại tạo thành một đạo cầu vồng phát ra một luồng khí tức vô biên. Khi hắn vung tay lên thì những ký hiệu lập tức tản ra bốn phía bao phủ một chu vi trăm trượng, cực nhanh những ký hiệu mạnh mẽ co rút lại rồi đột nhiên phóng thẳng về phía vương lâm cấm khí ở bên ngoài cơ thể vương lâm lập tức hóa thành một con cấm long gào thét bay về phía những ký hiệu ầm 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 những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên liên tiếp mỗi một đạo cấm khí và một cái ký hiệu sau khi đánh mạnh vào nhau thì tiêu tán trong khoảng không a à, người đàn ông trung niên nhướng mày tay phải vung một trảo cách không một cái ký hiệu lập tức bị hắn chụp vào trong tay thoáng cái đã biến thành một tấm da thú ném ra ngoài tấm da thú này lập tức bốc cháy tốc độ đánh vào của những ký hiệu lập tức tăng mạnh trong những tiếng ầm ầm vang lên liên tục cấm khí của vương lâm càng ngày càng ít vương lâm vẫn chưa chuyển động mà đứng đó quan sát những ký hiệu lúc này ánh mắt hắn lóe lên thầm nghĩ trong lòng hóa ra cách tấn công của giả nhân đều dùng những ký hiệu này là chính những ký hiệu tuy không tồn tại linh lực nhưng lại có một luồng sức mạnh kỳ lạ khi nhìn thấy đối phương ném tấm da thú trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia sát khí. Hắn vỗ vào túi trữ vật, tiên kiếm khổng lồ lập tức lơ lửng trước mặt Vương Lâm, hắn chụp lấy tiên kiếm, khẽ quát một tiếng, nâng kiếm lên rồi chém xuống. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên giống như chém trời rạch đất. Một đạo hắc mang lóe ra trên thân tiên kiếm, sau đó lập tức chém xuống, sắc mặt người đàn ông trung niên đại biến, hai tay liên lục vung vẩy. Tất cả ký hiệu lập tức quay trở về, lại tập trung trước người hắn tạo thành một tấn khiên. Nhưng khi tiên kiếm chém xuống tấm khiên thì hắc mang lóe lên rồi rạch qua, mà tấm khiên kia lại vỡ vụn ra trong nháy mắt. Người đàn ông trung niên kêu lên một tiếng sợ hãi, cơ thể lập tức hóa thành hắc vụ, mà hắc vụ lại bao bọc một khuôn mặt khổng lồ rồi bay về phía sau như tên bắn. Lúc kiếm quang màu đen của tiên kiếm chém xuống thì trong hắc vụ truyền ra một tiếng kêu thảm, máu huyết lập tức rơi xuống đất. Tốc độ của khuôn mặt khựng lại dây lát, nhưng lập tức lại bay đi nhanh hơn ánh mắt vương lâm lóe lên. Hắn không đuổi theo mà rơi lên trên lưng lôi oa, quy lực một kiếm lại không giết chết được hắn. Một kiếm này của ta dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ nếu không có pháp bảo cực tốt thì cũng khó mà cản được. Ngũ diệp giả nhân này cũng thật lợi hại, lôi oa phóng người lên, bụng nó phình ra trên không trung rồi há mồm phun ra một cái lôi cầu. Trong những tiếng ầm ầm, lôi cầu lấy tốc độ của tia chớp rồi hóa thành những ánh sáng điện đuổi theo phía sau người đàn ông trung niên đang bỏ chạy nó bay vào bên trong làng hát vụ ầm uhm, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên hát vụ tiêu tan mà khuôn mặt khổng lồ bên trong cũng biến mất vương lâm nhảy từ trên lưng lôi oa xuống chỗ hát vụ tiêu tán chỗ này mùi máu tươi tràn ngập thân thể người trung niên bị lôi cầu đánh xuống đã chết vương lâm trầm ngâm một lát thu hồi lôi oa lại hắn bay thẳng về phía bắc trên đường thần thức của hắn tản ra vài canh giờ sau vẻ mặt vương lâm khẽ động rồi đưa mắt nhìn về phía bên phải sau đó cơ thể hắn hóa thành một đạo lưu tinh bay đi như tên bắn chỉ thấy ở nơi đó có hai người giả nhân một người có đầu tóc hoa râm toàn thân hắn từ trên xuống dưới có hai phần phủ đầy ký hiệu bên cạnh hắn là một người thiếu niên ký hiệu trên người hắn cũng không nhiều lắm chỉ có chưa đến một phần tư trước mặt hai người họ là một cái đầm lầy đầy bùn một đám bong bóng khí từ bên trong nổi lên rồi vỡ ra cứ lặp đi lặp lại như vậy hai người lập tức nhìn thấy vương lâm người thiếu niên ngẩng người ra nhìn sang lão già ở bên cạnh không nói gì cả ánh mắt của lão già rất trấn tĩnh liếc mắt nhìn vương lâm lão cũng không thèm để ý đến hắn mà chuyển ánh mắt nhìn xuống đầm lầy đúng lúc này một con dao long khổng lồ từ bên trong đầm lầy bay ra nó gầm gừ một tiếng rồi phóng về phía lão già lão già rất bình tĩnh vỗ lên những ký hiệu trên tay phải. Những ký hiệu trên cơ thể lão già lập tức nổi lên rồi ngưng tụ về phía tay phải. Hầu như chỉ trong nháy mắt những ký hiệu đã tạo nên một thanh trường đao. Lão già cầm trường đao rồi phóng người lên chém một đao về phía dao long. Dao long rống lên rồi vung đầu né qua lưỡi đao, hút lên trên người lão già. Nhưng trong nháy mắt khi dao long va chạm, cơ thể lão già ầm một tiếng hóa thành rất nhiều ký hiệu rồi tản ra khắp bốn phía hai mắt vương lâm ngưng trọng lại từ khi tiến vào tiên di chi địa hắn gặp mấy người giả nhân mà thuật thần thông bọn họ sử dụng hoàn toàn khác biệt với tu sĩ cơ thể lão già hóa thành rất nhiều ký hiệu lan rộng sang bên cạnh giao long sau đó ký hiệu mạnh mẽ thu nhỏ lại rồi lập tức chui vào trong cơ thể nó giao long đau đớn liên tục gầm rống cơ thể khổng lồ của nó bay ra khỏi đầm lầy làm tung tóe ra một đống bùn lớn giả nhân thiếu niên kia tránh qua đám bùn đất Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn về phía Giao Long, Giao Long trở nên yếu ớt rất nhanh. Lúc này trong cơ thể nó cả đám ký hiệu bay ra, ngưng tụ lại ở một chỗ, tạo thành hình dạng lão già, lão già giống như chui ra từ trong cơ thể của Giao Long. Khi ký hiệu cuối cùng hòa vào trong cơ thể thì lão phóng người lên trên Giao Long, tay phải chém thẳng xuống đầu nó. Trên đầu Giao Long xuất hiện một vết thương lớn, lập tức có rất nhiều máu tươi phun ra nơi miệng vết thương, người thiếu niên hoang hô một tiếng vọt thẳng lên rồi tắm mình vào trong máu tươi. Những ký hiệu màu đen trên cơ thể hắn lập tức chuyển động giống như đang hấp thu máu vậy. Một lúc sau, người thiếu niên ngồi xếp bằng xuống. Tay phải của hắn dính đầy máu dao long. Những ký hiệu trên cơ thể được vẽ thêm nhiều cái mới, thay thế cho những ký hiệu cũ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu Vương Lâm đột nhiên nhớ đến một người. Năm đó khi hắn cướp được trúc cơ của đằng lệ thì đi vào một đống hoang tàn nhìn thấy quái nhân kia ký hiệu trên khắp người thiếu niên tỏa ra ánh sáng yêu dị trong nháy mắt đã trở nên chó sáng nhưng lại lập tức tăm tối trở lại cuối cùng những dấu ấn ký hiệu trên thân thể người thiếu niên được kéo dài ra một chút rồi chậm rãi dừng lại hai mắt thiếu niên toát ra cái nhìn đầy hưng phấn dùng một loại ngôn ngữ kỳ lạ nói với lão già một lúc khoảnh khắc khi nghe thấy ngôn ngữ kỳ dị này vương lâm lập tức khẳng định quái nhân năm xưa nhất định có quan hệ với bọn họ bởi vì ngôn ngữ này rất giống với quái nhân lão già giả nhân gật đầu xoa xoa đầu thiếu niên một lúc sau đó ánh mắt lão chuyển về phía vương lâm lão già liếc mắt nhìn qua khu thú quyển trên tay vương lâm hai tay đặt ở trước ngực hơi không lưng nói người ở bên ngoài ta là tạp mạc người tiên di tộc lục diệp thuật chú sư chào ngươi ánh mắt vương lâm rất trấn tĩnh ông quyền nói tốt tại hạ là vương lâm tu sĩ hóa thần lão già nhìn vương lâm nói thời hạn trăm năm chưa tới những tu sĩ đến Tiên Di chi địa đều phải chết. Vừa rồi ngươi không thừa lúc đệ tử ta tắm máu mà ra tay, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Không nên đi vào tầng 3, nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì còn có một đường sống, sao? Hai mắt Vương Lâm lóe lên, lão già nói, đồng bạn của ngươi cho dù tiến vào được tầng 3 cũng không thể sống sót rời khỏi đây được. Ở tầng 3 có Thất Diệp thuật Chú sư tồn tại. Thực lực của bọn họ tương đương với tu sĩ anh biến của các ngươi. Vương Lâm trầm mặt, nói: "Đa tạ." Nói xong, hắn chỉ vào người thiếu niên, hỏi: "Hắn mới lấy máu của yêu thú để vẽ ký hiệu lên người." "Đây là bí thuật của tộc các ngươi sao?" Lão già gật đầu, nói: "Đúng vậy. Tiên di tộc chúng ta chính là dùng ký hiệu để hấp thu sức mạnh của yêu thú. Yêu thú càng mạnh thì mang đến cho chúng ta sức mạnh càng lớn." Vương Lâm nhìn lão già một cái, "Ông quyền, cơ thể chợt lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ." thiếu niên kia nhìn chầm chầm về phía vương lâm vừa mới biến mất. Trong mắt hắn hiện lên một tia sát khí. Hắn khẽ nói, vì sao sư phụ không bắt hắn giao cho tộc trưởng, lão già lắc đầu, nói, phù lực của con không đủ, nhìn không thấy được phù hồn ở phía sau hắn. Nếu ta đoán không lầm thì phù hồn kia thuộc về mặt mặt. Người có thể giết chết ngũ diệp thuật chú sư mà không bị thương, vi sư cũng không nắm chắc 10 phần có thể bắt được hắn, một khi động thủ thì sẽ có nguy hiểm trong mắt thiếu niên sát khí càng đậm nói con không sợ chết chết chỉ là quay trở về trong phù văn thôi lão già xoa xoa đầu thiếu niên trong ánh mắt lộ ra một tia hiền hậu nói bộ tộc chúng ta không đủ thực lực giết những người này tự có những người hùng mạnh của các bộ tộc khác đi làm mặt khác ta có thể cảm giác thấy cái vòng đồng trên cổ tay người này có một luồng hồn lực cực đại tốt nhất không nên trêu chọc hắn người thiếu niên gật đầu nói sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta đánh thẳng lên đuổi tất cả những kẻ ngoại lai này ra khỏi phù văn tinh. Chương 347, tiên di tộc, lão già nhìn về phía vương lâm biến mất, than nhẹ, không lên tiếng, vương lâm bay trong tầng thứ hai. Sau khi trầm ngâm hắn không lập tức rời khỏi chỗ này mà bay về phía cánh cổng đi vào tầng thứ ba, mục đích lần này của hắn chính là luân hồi quả. Nếu hắn rời khỏi như thế này thì cảm thấy không cam lòng, trên đường đi vương lâm bay với tốc độ rất nhanh. Sau một ngày đêm, hắn bay đến cực bắc, từ xa hắn đã nhìn thấy cánh cổng để đi vào tầng 3, chỗ này khắp nơi đều là thi thể, mùi máu tươi bay tứ tán trong không khí, cùng gột với khí tức làm người khác phải khó chịu ở tầng thứ hai, tạo thành một luồng vật chất giống như sát khí, hồ lão khoanh chân ngồi ở lối vào, hai mắt lão nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hứa la ở phía sau lão trông thật thảm hại, trong quần áo lộ ra áo giáp màu bạc với nhiều chỗ tổn hại, nhiều chỗ còn rỉ máu, mái tóc cô gái tán loạn, trên mặt có ba vết máu giống như bị thú cào khâu tứ bình cũng ở trong đoàn người nhìn có vẻ đỡ hơn một chút nhưng khí tức không ổn định rõ ràng đã bị thương ba người lúc này đều dùng ánh mắt dè dặt nhìn về phía hồ lão trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ bên cạnh mọi người còn có một con yêu thú khổng lồ nó dường như là huyền vũ là thao thú của hồ lão trên người thao thú cũng có nhiều vết thương lúc này nó đang nằm sấp trên mặt đất con mắt hung ác và to lớn của nó đang cẩn thận nhìn khắp bốn phía, lâu lâu trong miệng lại phát ra vài tiếng gầm nhẹ, vương lâm đi đến lập tức gây ra sự chú ý của thao thú. Nó lập tức dùng cặp mắt hung ác nhìn chầm chầm về phía vương lâm, tiếng gầm của nó ngày càng lớn. Sau đó nó đứng thẳng người lên rồi quay đầu về phía vương lâm mà gầm lên, vương lâm nhướng mày, lúc này đám người khâu tứ bình cũng nhìn thấy vương lâm, trên mặt họ lập tức lộ ra vẻ vui mừng nhưng ba người bọn họ lại không dám động đậy xảy ra chuyện gì vương lâm hỏi khâu tứ bình nhìn sang hồ lão một cái vội vàng truyền âm nói vương huynh trên đường đi hồ lão giết chết hai người ngủ dịp thuật chú sư ở lối vào này lại giết chết một người nữa nhưng trước khi tên thuật chú sư này chết không biết đã dùng pháp thuật gì mà làm cho thần trí của hồ lão trở nên mơ hồ vương lâm cho mày hắn bước lên vài bước lúc này thao thú lập tức gầm rống mở rộng miệng ra hít vào một luồng hấp lực cực đại lập tức từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ lại trước người Thao thú tạo thành một quả phong cầu cực lớn, rồi bay thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng vỗ vào túi trữ vật, văn thú và Lôi oa lập tức xuất hiện. Không đợi Vương Lâm phân phó, Lôi oa đã phình bụng phun ra một cái lôi cầu, lôi cầu và phong cầu va chạm vào nhau, ầm, uhm, một tiếng, tiếng gió gào thét khắp bốn phía, văn thú kêu to lên, nó cuộn tròn giữa không trung. Cái miệng khổng lồ và sắc bén của nó lập tức đâm thẳng về phía thao thú. Dưới sự ảnh hưởng của vụ nổ, hồ lão mở hai mắt, trong mắt lão lộ ra những tia sáng màu máu, trên đồng tử cũng lộ ra một tia ký hiệu. Khi hắn nhìn thấy vương lâm thì hét lớn lên một tiếng rồi đứng thẳng người lên, nhào về phía vương lâm giống như giả thú, ánh mắt vương lâm lóe lên, tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật. Cấm phiên lập tức xuất hiện trên tay, cấm khí như rồng gào thét và ngưng tụ ở trước người, tạo thành một cái lồng nhốt hồ lão vào bên trong, hai mắt hồ lão lóe lên ánh hồng quang. Lão cười gằn một tiếng, vung lên một trảo, muốn thoát ra, tay phải vương lâm điểm nhẹ về phía trước, miệng nói, vây, lập tức có rất nhiều cấm khí từ trong cấm phiên bay ra, tạo thành những cái lồng cực kỳ vững chắc đang xen vào nhau. Hồ lão mỗi lần kéo xuống một tầng thì sẽ có thêm một tầng cấm khí được tạo thành, hồ đạo hữu. Hãy tỉnh táo lại, vương lâm hét lớn giọng nói của hắn như sấm, ầm ầm xuyên qua không khí rồi trực tiếp rơi vào trong tay hồ lão. Tay lão lập tức ngừng lại, trong mắt lộ ra vẻ đấu tranh. Nhưng đúng lúc này ký hiệu trong mắt hắn lập tức lóe lên rồi điên cuồng lấp lánh vài cái. Hai mắt hồ lão lại hiện ra hồng quang nhưng vẻ mặt của lão lại có chút kỳ lạ. Vương Huynh Tên giả nhân cuối cùng ta chết, trước khi chết lại thăng tiến lên lục diệp thuật chú sư. Hắn lấy một loại thần thông kỳ lạ muốn thôi hóa ta trở thành khôi lỗi pháp thuật đó cực kỳ bá đạo nếu như ở tu ma hải thì ta cần phải mất nhiều năm mới có thể hóa giải được nhưng ở chỗ này những khí tức bạo ngược của tầng thứ hai không ngừng xâm nhập ta không có cách nào tĩnh tâm để xua đuổi nó đi được chỉ có khoảnh khắc nguy hiểm giữa sống chết ký hiệu thần thông này mới có thể tan vỡ vương huynh ra tay đi vẽ vùng vẫy trong mắt hồ lão càng đậm thân thể lão khẽ run rẩy giống như đang cố gắng kiềm chế ánh mắt vương lâm lóe lên. Hắn vuốt tay phải lên túi trữ vật, tiên kiếm màu đen lại xuất hiện trong tay. Kiếm này sau khi bị du hồn ngưng tụ, mặc dù là người năm xưa đã từng thấy nó cũng rất khó liếc mắt đã phát hiện ra ngay được. Vương lâm tay cầm tiên kiếm, hắn nhìn chầm chầm vào hồ lão, tay phải khẽ nâng lên rồi đột nhiên chém xuống, hắc mang trên tiên kiếm đột nhiên lóe lên. Kiếm này giống như được kéo dài vô tận, vung ra như khai thiên lập địa. Trong nháy mắt khi hắc mang lóe lên thì cấm khí lập tức tản ra để lộ ra ký hiệu đang điên cuồng chớp động trong mắt hồ lão, gần như chỉ trong nháy mắt, ký hiệu trong mắt hồ lão lập tức tan vỡ, rồi từ trong mắt lão bay ra. Trên trán hồ lão chảy xuống một dòng máu, từ trên chóp mũi chảy xuống mặt đất, kiếm quan của tiên kiếm dừng lại cách đầu hồ lão ba tấc, ánh mắt vương lâm chợt lóe lên, tay phải vung lên triệu hồi, tiên kiếm lập tức biến mất, hồ lão vội vàng lấy từ trong túi trữ vật ra một lọ đang dược đổ ra vài viên rồi nuốt vào rồi ngồi xếp bằng xuống đất tĩnh tọa, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phương xa, chờ đối phương thổ nạp, vẻ hoảng sợ trong mắt đám người Khâu Tứ Bình đã lên đến đỉnh điểm, tất cả đều nín thở ngưng thần không dám nói lời nào. Thậm chí ngay cả thao thú cũng run rẩy cả người không dám gầm gừ, văn thú lợi dụng cơ hội, thân thể khổng lồ của nó lập tức bay thẳng xuống, cái miệng của nó châm vào trên cổ thao thú rồi hung hăng hút một miệng máu lúc này mới thỏa mãn cùng lôi oa đi đến bên cạnh vương lâm sau nửa nén hương hồ lão mở hai mắt ánh mắt đã thanh tĩnh trở lại lão hít vào một hơi thật sâu đứng dậy ôm quyền nói vương huynh đa tạ mặc dù thần sắc của lão vẫn như thường nhưng trong lòng lại càng cảm thấy sợ hãi đối với vương lâm một kiếm vừa rồi nếu như vương lâm hạ xuống ba tấc nữa lão chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ tuy nói vì hắn không phản kháng không sử dụng pháp bảo nhưng loại cảm giác giữa sống và chết vừa rồi lại làm lão khắc cốt ghi tâm, khắc sâu vào trong trí nhớ, quả nhiên là nổi danh dưới vô hư sĩ. Vương Lâm dùng tên giả là Tàng Ngưu có thể nổi danh như mặt trời giữa trưa, cũng có nguyên nhân của nó, hồ lão thầm nghĩ trong lòng, không sao, Vương Lâm mỉm cười nói, một ngày sau, cô gái mặc lụa trắng và lão già mặc đồ xanh vẫn chưa đến. Hồ lão trầm ngâm một hồi lâu rồi bàn bạc với Vương Lâm là không chờ đợi nữa. Tuy trong tay hắn không có vị trí cụ thể của luân hồi thụ nhưng cũng biết được đại khái. Đơn giản cứ đi xuống dưới tìm, vừa tìm vừa đợi, Vương Lâm gật đầu đồng ý, mọi người tiến vào tầng 3, tầng 3 là một thế giới màu đỏ. Trong đất có một loại vật chất kỳ lạ có thể phát ra hồng mang. Vậy nên phóng mắt ra khắp bốn phía đều là màu đỏ, chỗ này là cực kỳ nguy hiểm trong tiên di chi địa. Tầng 2 có ngũ diệp thuật chú sư thì tầng 3 này sợ rằng sẽ có lục diệp thuật chú sư tồn tại. Chúng ta cần phải lên đường nhanh một chút, sau khi tìm được luân hồi thụ thì lập tức rời khỏi chỗ này ngay. Hồ lão trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía vương lâm, lại nói, vương đạo hữu. Thật không dám giấu, hai người hứa la và vận manh là nhân tố quyết định để thôi hóa ra luân hồi quả từ luân hồi thụ. Hai người bọn họ tuổi thọ có 100 năm, mỗi người đều tổn thất đi một giáp mới có thể làm cho luân hồi quả xuất hiện cho nên ta mới mang theo hai người bọn họ đến đây. Lúc nửa lên đường gấp rút, hai người chúng ta đều phải mang theo một người dùng tốc độ nhanh nhất để tranh thủ chạy đến luân hồi thụ, khâu tứ bình than khổ trong lòng nhưng không dám nói gì. Hắn biết mình trong mắt hồ lão quá bé nhỏ, trên đường chỉ có thể cắn răng đuổi theo, nếu không thì một khi rơi xuống chắc chắn sẽ chết, hồ lão nói xong thì ôm lấy hứa la, cơ thể lão chợt lóe lên bay thẳng về phía tây, khâu tứ bình cắn chặt răng rồi vội vàng thuấn di chạy theo chỉ còn lại cô thiếu nữ vận manh thiên kiều bá mị đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía vương lâm rồi nàng đi đến bên cạnh hắn khẽ nói đa tạ tiền bối vẻ mặt vương lâm vẫn như thường hắn đưa tay ôm lấy eo người thiếu nữ lập tức cảm giác được vòng eo dịu dàng và mềm mại của nàng ánh mắt hắn bình tĩnh nói nhắm mắt lại cô gái vội vàng nhắm chặt mắt lại nhưng khuôn mặt lại hơi ửng hồng nàng chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc thân mật như vậy Ký tức trên cơ thể vương lâm sộc thẳng vào mũi làm khuôn mặt nàng lại càng thêm đỏ ửng chương 348, luân hồi thụ, vương lâm ôm lấy cô gái đi về phía trước một bước lập tức biến mất ngay tại chỗ, cô gái chỉ cảm thấy tiếng gió thét gào bên tai, từng cơn gió thổi lên người giống như những con dao sắc bén. Nhưng những cơn gió này lập tức biến mất, bờ mi công vút của cô gái khẽ rung, nàng mở mắt ra nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh ở bên cạnh đang ngăn cản những cơn cuồng phong đang thổi tới nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt vương lâm bộ mặt của vương lâm cũng không phải là anh tuấn nhưng lại tràn đầy một khí chất kỳ lạ đây là tu sĩ hóa thần sau khi cơ thể được linh lực của trời đất dung hợp vào căn cứ vào khả năng lĩnh ngộ thiên đạo ý cảnh sẽ xảy ra những biến hóa kỳ dị vương lâm nhận thấy ánh mắt của cô gái đang nhìn vào mình hắn vẫn không cúi đầu mà ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía trước chỉ thấy khoảng cách giữa khâu tứ bình và hồ lão ngày càng xa với tốc độ của khâu tứ bình căn bản không thể so sánh với tu sĩ hóa thần trong mắt khâu tứ bình lộ ra vẻ lo lắng hắn quay đầu lại nhìn thấy vương lâm đang bay tới lập tức lớn tiếng nói vương huynh giúp ta giúp ta một lần ta nguyện ý dùng bảo vật tặng cho huynh vương lâm căn bản cũng không muốn để ý đến hắn hai người dù sao cũng không có giao tình nhưng nghe thấy đối phương có bảo vật để tặng thì hắn đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó âm thầm đi theo người này đến tu ma hải nhìn thấy cái động phủ kia trong động sách cổ rất nhiều rõ ràng là thứ mà không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể giành được hắn dùng tay trái vỗ vào túi trữ vật văn thú lập tức bay ra theo tâm niệm của vương lâm văn thú bay đến dưới người khâu tứ bình để hắn đứng lên mình nhưng trong mắt con thú này lại lộ ra vẻ không tình nguyện rõ ràng cho rằng khâu tứ bình không đủ tư cách để ngồi trên người nó Khâu Tứ Bình thở vào nhẹ nhõm, tốc độ của văn thú tuy vẫn chậm hơn một chút so với tu sĩ hóa thần, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Hắn vội vàng cởi túi trữ vật xuống, lấy ra một tập chuông nói: "Vương huynh, vật này là ta nhiều năm trước tình cờ lấy được từ trong bụng của một con yêu thú. Nó chính là bảo vật thượng cổ. Chẳng qua năng lực của ta có hạn không thể nào hiểu rõ được, nhưng ta có thể thề, vật này tuyệt đối không tầm thường." ngày hôm nay ta tặng cho vương huynh, chỉ cần huynh có thể ra sức giúp ta có được một cơ hội ngồi dưới luân hồi thụ, nói xong khâu tử bình ném cặp chuông này vào trong tay vương lâm. Hắn nhìn thoáng qua, thấy trên mặt vật này có một tầng cấm chế. Nếu như không phá cấm chế thì không thể nhìn rõ được đầu mối. Hắn cũng không nhìn kỹ mà ném vào trong túi trữ vật. Đúng lúc này từ phương xa phóng tới hai đạo hắc mang rồi ngay lập tức hóa thành hai khuôn mặt khổng lồ. Một cái đuổi theo hồ lão, cái còn lại thì phóng thẳng về phía vương lâm ánh mắt vương lâm lóe lên lật tay phải tiên kiếm lập tức xuất hiện hắn vung tay lên một đạo kiếm mang ngay lập tức phóng ra như những tia chớp chém lên trên khuôn mặt sau khi chém xong một kiếm vương lâm cũng không dừng lại mà tốc độ bay đi lại càng nhanh hơn trên khuôn mặt khổng lồ kia bay ra rất nhiều làng sương đen những làng sương lập tức đang xen vào nhau tạo thành một ký hiệu cực lớn nó va chạm vào kiếm mang kiếm mang tiêu tán mà ký hiệu cũng vỡ vụn bên trong làng sương có một người đầu tóc hoa râm đi ra trên con mắt âm trầm bên phải của hắn có một vết thương máu chảy theo khuôn mặt của hắn xuống đất người này đưa đầu lưỡi ra liếm liếm cơ thể khẽ động đuổi theo về phía trước chỉ bị thương mà không chết chính là lục diệp thuật chú sư sợ là tương đương với tu sĩ hóa thần hậu kỳ vương lâm nhướng mày hồ lão ở phía trước lúc này cũng rất thảm hại lão ngừng lại cùng đấu pháp với lão già do khuôn mặt khổng lồ kia hóa thành nhưng một mặt hắn muốn bảo vệ hứa la mặt khác tu vi chỉ là tu sĩ hóa thần trung kỳ lão nên chiến liên tục thối lui nhiều lần gặp phải nguy hiểm thao thú hồ lão hét lớn lên lập tức một con thú giống như huyền vũ xuất hiện nó và hồ lão cùng chiến đấu với lão già kia lão già kia vừa nhìn thấy thao thú trong mắt đột nhiên phát ánh hào quang lão già không đấu pháp với hồ lão mà phóng thẳng về phía thao thú lão già đầu bạc đang đuổi theo vương lâm hai mắt cũng trở nên ngưng trọng lão nhìn chằm chằm vào thao thú trong mắt lộ ra một tia tham lam lão do dự một chút nhìn thoáng qua lập tức bỏ vương lâm mà phóng thẳng về phía thao thú xem ra trong mắt hắn thì việc truy kích những tu sĩ ngoại lai không bằng thu lấy máu của con thú này nói không chừng có thể làm cho sức mạnh của ký hiệu được tăng cường thêm ba phần còn văn thú khâu tứ bình đang cưỡi lại bị hai người bỏ qua rõ ràng trong mắt bọn họ thì nó không có giá trị vương lâm bay đến như tên bắn khi hắn bay qua hồ lão thì quát lên hồ đạo hữu không nên do dự những tên giả nhân này cũng không phải chỉ có hai người không nên dây dưa ở đây sẽ hỏng bét hết đi hồ lão ngơ ngẩn nhìn thao thú bị giả nhân bắt được đang liên tục kêu gào trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng nhưng lập tức suy nghĩ này bị hắn loại trừ. Lão cũng không quay đầu lại mà bay đi như tên bắn, vì lão nhìn thấy từ phương xa đang bay tới ba đạo hắc mang, phương tây. Vị trí của cây luân hồi thụ kia đại khái là ở phương tây, Hồ lão ở phía sau trầm giọng nói, tầng thứ ba so với hai tầng trên thì nhỏ hơn rất nhiều. Sau mấy canh giờ, mọi người đã bay đến cực tây. Hồ lão đảo thần thức xuống bên dưới, hai mắt ngưng trọng, ở đây, Vương Lâm đảo thần thức qua, hắn lập tức nhìn thấy nơi hồ lão nói là một cái cây đã khô héo cây cũng không lớn chỉ có vài cành nhỏ cũng không có một cái lá nào chẳng qua nó trơ trọi mọc lên trên một mảnh đất nhìn qua thì giống hệt như những cây bình thường khác không có gì khác biệt chẳng qua nó là cái cây duy nhất ở tầng thứ ba này năm đó lão phu ở tầng thứ ba cũng đã đi qua chỗ này nhưng lại không phát hiện ra bất cứ cái cây nào nếu tử tâm không lấy ra ngọc giảng thì ta cũng không tin ở đây có luân hồi thụ xuất hiện hồ lão đứng dưới tàn cây trầm giọng nói khâu tứ bình lúc này mới bay đến chưa đến gần văn thú đã lật người ném hắn xuống đất rồi bay về bên cạnh vương lâm khâu tứ bình cũng không quan tâm mà thuấn di bay đến dưới tàn cây trong mắt hắn lộ ra vẻ kích động hắn không nói nhiều lập tức ngồi xuống tỉnh tọa lập tức hồ lão nhíu mày nhìn khâu tứ bình một cái khâu tứ bình run rẩy trong lòng vội vàng nhìn về phía vương lâm ngồi xuống đi tu tiên vốn là chuyện nghịch thiên hắn đã có cơ hội chúng ta cũng không cần phải can thiệp vương lâm dùng giọng bình thản chậm rãi nói hồ lão cũng không nói nhiều nhìn về phía hứa la và giữ manh hai người này vội vàng đi đến dưới tàn cây khoanh chân ngồi xuống đối diện với nhau ở giữa bọn họ chính là luân hồi thụ khâu tứ bình nhìn về phía vương lâm trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ cảm kích hắn hít thở thật sâu rồi bắt đầu thổ nạp hắn biết trong đoạn thời gian ngắn ngủi này ngày sau có hy vọng hóa thần hay không đều dựa vào cơ hội có được ngày hôm nay vương huynh hứa la và vận manh cần ba canh giờ mới có thể hoàn thành thôi hóa luân hồi thụ trong khoảng thời gian đó hai người bọn ta phải bảo vệ bọn họ hồ lão trầm giọng nói ánh mắt vương lâm lóe lên nói không biết luân hồi quả sẽ có bao nhiêu trái hồ lão nhìn về phía vương lâm trầm ngâm một lúc nói ít nhất cũng phải có hai quả nếu có hai quả thì ta và ngươi mỗi người một quả nếu là ba quả tại hạ phải có nhiều hơn một quả dù sao ta cũng là người tình nguyện hy sinh tuổi thọ của bọn họ mong vương huynh thứ lỗi được nhưng cây luân hồi thụ khô héo này phải thuộc về ta vương lâm đi một vòng quanh thân cây nói ha ha không có vấn đề hồ lão nói nhưng trong lòng lại cười lạnh thầm nghĩ cây luân hồi thụ này bây giờ cũng đã khô héo rồi sau khi thôi hóa sẽ chẳng còn bất kỳ ích lợi gì nữa cho ngươi cũng không sao vương lâm gật đầu đi lên một bước rồi chụp vào cành cây hồ lão biến sắc quát lớn vương đạo hữu làm gì vậy vương lâm nhìn hồ lão rồi trầm giọng nói cái cây khô này nếu đã thuộc về ta thì bây giờ ta bẻ xuống một cành thì có gì đâu hồ đạo hữu ta muốn hỏi ngươi đang làm gì vậy hồ lão ngẩn người ra đang muốn nói thì Vương Lâm đã dùng tay bẻ xuống một cành cây lớn rồi vứt vào trong túi trữ vật với vẻ mặt như thường. Sau đó hắn lại ngồi xuống ở một bên, Hồ lão trầm mặt một lúc, nghĩ đến tên tuổi của đối phương và cây bảo kiếm đáng sợ kia. Lão không nói gì, ngồi xuống một bên, cười nói, "Xin Vương huynh đừng trách. Nếu chỉ bẻ xuống một cành thì cũng không có gì cả." Nhưng sợ rằng số lượng luân hồi quả có thể sẽ giảm xuống, Vương Lâm liếc mắt nhìn Hồ lão hắn cũng không nói gì, hai tay ấn ở trước người. Trong tay hắn xuất hiện từng vòng cấm chế. Hắn vẫy tay, cấm chế tỏa ra bốn phía. Dần dần tay vương lâm hoạt động ngày càng nhanh mà cấm chế lại càng ngày càng nhiều, nhẹ nhàng bay ra, ánh mắt hồ lão ngưng trọng. Sau một lúc trầm mặt, lão từ trong túi trữ vật lấy ra 16 lá cờ nhỏ. Lão vung tay những lá cờ bay ra khắp bốn phía. Cờ vừa rơi xuống đất lập tức lấp lánh ánh tử quang, tương hỗ lẫn nhau giống như đang chiếu sáng. Chương 349, nửa canh giờ, cấm chế trong tay Vương Lâm vẫn không ngừng được đánh ra. Cuối cùng hắn đánh ra 99 cái cấm chế. Sau khi chúng bay ra khắp bốn phía, hắn lấy cấm phiên ra ném về phía trước. Cấm phiên lập tức hóa thành một tấm màn màu đen bao phủ khắp bốn phía, tuyệt diệu, hai mắt hồ lão sáng ngời. Lão vỗ vào túi trữ vật, năm cái lưỡi hái màu đen lập tức hiện ra trước mặt, trên lưỡi hái nồng nặc mùi máu tanh. Trong nháy mắt khi chúng xuất hiện, có rất nhiều linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết, muốn từ trong lưỡi hái bay ra, hồ lão vung tay phải, năm cây lưỡi hái lập tức hóa cuộn tròn bay đi, chìm vào bên trong tấm màn đen, thời gian chậm rãi trôi qua, một vùng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Trên người hứa la và vận manh phát ra từng luồng khí trắng, từ trên đỉnh đầu hai người bay vào luân hồi thụ, sắc mặt hai người lúc đỏ lúc trắng, lâu lâu lại lộ ra vẻ thống khổ theo thời gian khí trắng trên đầu hai người càng ngày càng đậm nhưng luân hồi thụ vẫn y nguyên như cũ không có chút thay đổi những luồng khí trắng bay vào bên trong không thấy tung tích mặc dù dùng thần thức để tra xét cũng không thấy được những luồng khí đó bay đến đâu dần dần dung mạo của hứa la không còn là thanh niên nữa trên đầu hắn đã có thêm vài nếp nhăn mái tóc màu đen của hắn đã biến thành màu xám vận manh cũng giống như vậy dung nhan đẹp đẽ của nàng dần mất đi, trở thành một vị phu nhân. Tuy nói như vậy nhưng vẻ đẹp của nàng không những không giảm bớt mà lại có thêm nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, dung mạo của hứa la và vận manh dần trở nên già lão, da dẻ mất đi ánh sáng. Hình như tất cả tuổi thọ của bọn họ đều bay theo những luồng khí màu trắng. Trên nọn cây luân hồi thụ dần lộ ra ba điểm nhỏ màu vàng. Ba điểm vàng này càng ngày càng sáng, hình như ở bên trong có chứa một lực lượng vô cùng thần bí hai mắt hồ lão chớp động trầm giọng nói ba trái luân hồi quả đúng lúc này đột nhiên có một đạo ánh sáng màu vàng chói mắt lấp lánh trên luân hồi thụ từng chùm tia sáng màu vàng từ trên luân hồi thụ lóe lên rồi bay thẳng lên trời cao hóa thành từng tầng sóng từ trên nền đất đen của tầng thứ ba khuếch tán ra khắp bốn phía sóng phát ra từ chùm sáng càng ngày càng lớn con sóng hình tròn dài cả trăm trượng như vậy ở bất kỳ vị trí nào ở tầng thứ ba đều có thể nhìn thấy rõ ràng dị tượng ở nơi đây vòng tròn này sau khi khuếch tán đến một mức độ nhất định thì không hề lan rộng ra nữa mà sóng ánh sáng tràn trề lại hóa thành từng đám lá cây từ trên lá lại kéo ra rất nhiều cành nối liền với chùm sáng màu vàng nối liền lại giống như cành cây và thân cây tạo thành một cây cổ thụ khổng lồ chùm ánh sáng làm thân cây những đợt sóng là cành những đường vân là lá hầu như chỉ trong nháy mắt một cây luân hồi thụ khổng lồ giống như chống đỡ cả thiên địa của tầng thứ ba xuất hiện trước mặt mọi người. Đây cũng không phải là cây thật mà chỉ là hư ảnh. Nhưng khi hư ảnh này xuất hiện lại làm cho tất cả tiên di tộc ở tầng thứ ba phải kinh hoàng. Mặc kệ bọn họ đang làm chuyện gì đều lập tức ngừng tay, điên cuồng phóng thẳng về phía cây luân hồi thụ, vương lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng trầm xuống. Cây đại thụ sáng trực thế này chắc chắn sẽ gây chú ý đến tất cả giả nhân. Sau đó chắc chắn sẽ là một trận đại chiến, bây giờ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, không đợi luân hồi quả, hay là đợi luân hồi quả, nên đón trận chiến này. Vương Lâm trầm mặt một lúc, ánh mắt hắn lóe lên, đúng lúc này từ xa có tám đạo hắc mang bay đến như tên bắn trong những tiếng nổ đùng đùng, hóa thành tám lão già. Sau khi tám người này xuất hiện, trực tiếp sử dụng sức mạnh của ký hiệu, phóng thẳng về phía mọi người ở bên dưới cây luân hồi thụ. Cấm chế vương lâm bố trí ở bên ngoài lập tức sinh ra tác dụng. Từng tầng kính đáo giống như mai rùa che phủ tất cả vào bên trong, chỉ thấy từng luồng ánh sáng của pháp bảo nhanh chóng lấp lóe. Lực ký hiệu của tám lão già bắn vào trên cấm chế, ầm. Ầm, cấm chế bị tấn công liên tục, nhiều tầng bị đánh sập, số lượng nhanh chóng giảm xuống, hai tay hồ lão bấm pháp quyết đánh ra vài đạo ánh sáng. 16 lá cờ nhỏ cắm ở bốn phía trên mặt đất lập tức không gió mà bay. Lúc này 16 sinh linh với bộ mặt giống như ác quỷ từ trên những lá cờ này bay ra. 16 ác quỷ ở xoay chuyển khắp bốn phía tạo thành một cơn lốc màu đen, một sức mạnh khổng lồ từ bên trong phát ra. Tám người đang đánh vào cấm chế lập tức bị sinh linh đẩy văng ra mấy trượng, hồ lão hít một hơi thật sâu. Hai mắt nhắm nghiền lại, pháp quyết trong tay nhanh chóng đánh ra, ánh mắt vương lâm lóe lên rồi khẽ điểm tay về phía trước. Những cấm chế tàn ảnh còn sót lại lập tức ngưng tụ tạo thành một bàn tay khổng lồ rồi chụp mạnh về phía trước, một người trong số đó lập tức bị bàn tay chụp được, ánh mắt Vương Lâm chớp động nói, "Nổ!" Ầm, bàn tay bỗng vỡ vụn ra, người bên trong lập tức hóa thành máu thịt rơi ra khắp bốn phía, tay phải Vương Lâm điểm ra, lại xuất hiện một bàn tay chọc về phía những tên còn lại. Tu vi của những người này chưa đạt đến tiêu chuẩn ngũ diệp, đều là tứ diệp tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ. Đúng lúc này đột nhiên từ xa bay tới một đạo hắc mang, trong đó có thể nhìn thấy một khuôn mặt lớn, bên ngoài dày đặt những ký hiệu và dấu ấn, vương huynh. Huynh thay ta hộ pháp. Lão phu ra ngoài đánh một trận, hồ lão đứng thẳng người lên, bước ra khỏi từng tầng trận pháp cấm chế. Lão vừa phóng ra ngoài đã đấu pháp với những tên giả nhân kia, sau nửa nén hương, hồ lão phóng trở vào. Sắc mặt lão trở nên khó coi, trên người lại có thêm hai vết thương lão khoanh chân ngồi xuống, nói, giết xong. Nhưng lại đến hai người, lão phu đánh không lại, vương lâm đứng thẳng lên, đi ra ngoài. Hắn vừa mới bước ra khỏi cấm chế đã nhìn thấy hai lão già giả nhân đang điên cuồng vung vẫy sợi xích ký hiệu trong tay. Họ đánh thẳng về phía 16 lá cờ đang tạo nên cơn lốc. Mỗi lần đánh vào, từ bên trong cơn lốc lại phát ra những tiếng khen. ken. trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, ánh mắt của một lão già giả nhân lập tức lóe lên dây xích ký hiệu trong tay khẽ rung rồi nhào về phía vương lâm giống như một con rắn. Dây xích ký hiệu này phóng đến mang theo những tiếng xé gió kịch liệt. Thậm chí vương lâm còn nhìn thấy ở trên đó có linh hồn của một con dao long màu đen đang gào thét. Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, tay phải hắn vung một trảo lên hư không. Từ bốn phía trong tấm màn đen có một thanh trường thương bay ra như ti chết. Vương lâm chọc vào tay, đâm thẳng về sợi xích ký hiệu, ầm, trường thương vỡ nát dây xích ký hiệu cũng xuất hiện những vết nứt trong nháy mắt hóa thành một đám ký hiệu rồi tản ra khắp bốn phía sắc mặt lão già giả nhân trở nên ngưng trọng lão hét lớn một tiếng trong tay xuất hiện nhiều tấm da thú màu hồng sau khi được ném ra những tấm da thú lập tức bốc cháy hóa thành một tấm sắt cực lớn tấm sắt này xuất hiện thì những ký hiệu khắp bốn phía lập tức bị kéo về ngưng tụ ở xung quanh nó vương lâm nâng tay phải lên khẽ nắm chặt tay lại trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường thương Hắn phóng về phía trước một bước, cơ thể vụt bay ra giống như tia chớp, trong ánh mắt lão già lộ ra một tia sợ hãi. Cơ thể lão lập tức chuyển động đứng ở trên tấm sắt. Trong miệng lão truyền ra những chú ngữ phức tạp, tấm sắt kia lập tức trở nên to lớn, trong nháy mắt đã trở thành một ngọn núi nhỏ. Lão già giả nhân ở bên trên hét lớn một tiếng, bay theo tấm sắt đâm thẳng về phía Vương Lâm, một tiếng gào thét từ trên trời giáng xuống, tấm sắt kia đập xuống mặt đất dưới chân vương lâm lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt cơ thể hắn bị một lực lượng vô hình trói buộc những hành động trở nên cực kỳ chậm chạp đồng thời người giả nhân còn lại đang đánh vào cơn lốc đã mạnh mẽ quay đầu lại trong khóe miệng lão lộ ra một nụ cười tàn nhẫn lão vung tay phải lên những ký hiệu lập tức theo cánh tay lộ hết ra ngoài cả đám ký hiệu liên tiếp xếp chồng lên nhau rồi phóng thẳng về phía vương lâm ánh mắt vương lâm vẫn tỏ ra bình tĩnh hắn duỗi hai tay trong miệng khẽ hô, cấm khí chi thương. hiện, cấm khí ở trong tấm màn đen lập tức hóa thành một thanh trường thương rồi điên cuồng bay ra. vương lâm khẽ điểm xuống, nó liền đánh thẳng về lão giả nhân đang tung ra những ký hiệu ở cách đó không xa. trong lòng vương lâm bình tĩnh, hắn vuốt tay phải lên túi trữ vật, tiên kiếm xuất hiện trong tay. hắn dùng hai tay nắm chặt kiếm rồi chém thẳng lên trời, kiếm quang bay ra như tên bắn, đập thẳng vào tấm sắt đang lao xuống, tấm sắt trung lên trên bề mặt nó xuất hiện nhiều vết nứt. Lão già đang đứng ở phía trên phun ra một nguồn máu, trong mắt lão lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng lão lập tức trống lên một tiếng dữ tợn, ngoài mi tâm xuất hiện năm cái lá cây, lá cây xuất hiện lập tức được kéo giãn ra, trong nháy mắt đã phân bố khắp toàn thân, đồng thời còn từ hai chân đi vào mâm sắc rồi chui vào những vết nứt. Mâm sắc lập tức lấp lánh ánh hào quang rồi đập xuống một lần nữa, lúc này khoảng cách của nó đến vương lâm chưa đến 20 trượng trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên cái nhìn lạnh lẽo. Hắn không do dự cầm lấy tiên kiếm ném thẳng về phía trước, một tiếng nổ vang lên giống như sét đánh, tiên kiếm hóa thành hắc quan đột nhiên xông thẳng lên mâm sắt. Tiên kiếm đâm xuyên qua mâm sắt giống như đâm vào đậu hũ, chém thân thể lão già giả nhân ra làm hai phần trong ánh mắt không thể tin nổi của lão, máu tươi bắn ra khắp bốn phía, lực lượng vô hình trói buộc cơ thể Vương Lâm lập tức biến mất. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, mở miệng phun ra một cái dấu ấn nhỏ màu đen. Dấu ấn lập tứ phình to ra rồi bắn thẳng về phía lão giả nhân đang chiến đấu với rất nhiều cấm thương kia. Giả nhân kia lập tức biến sắc, tay phải lão vỗ về phía trước, lập tức có rất nhiều mảnh da thú từ trong tay bay ra. Da thú được ném ra hóa thành một nắm đấm ký hiệu cực lớn đập thẳng vào dấu ấn màu đen. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng. Hắn nghiêng người về phía trước, tay phải vỗ lên túi trữ vật rút ra một cái chuông. Hắn ném cái chuông lên đỉnh đầu lão giả nhân. Giả nhân kia vừa đấu pháp với dấu ấn màu đen, lại phải coi chừng rất nhiều cấm thương ở khắp bốn phía đâm tới, trong mắt lão lộ ra vẻ điên cuồng, đang muốn lấy ra một khối gia thú thì cái chuông đã hạ xuống rồi chụp hắn vào bên trong. Vương Lâm vung tay phải lên triệu hồi, cái chuông bay trở về trên tay. Hắn lập tức đánh ra vào đạo ấn quyết rơi lên thân chuông. Bên trong cái chuông lập tức kêu lên đinh đang, còn mơ hồ truyền đến tiếng gào thét vương lâm cầm lấy chuông thu hồi tiên kiếm và hắc ấn hắn xoay người đi vào bên trong trận pháp sau khi hắn biến mất bốn phía lại trở nên tĩnh lặng chỉ để lại những thi thể tàn khuyết và máu xương rơi vãi trên mặt đất bên trong trận pháp hồ lão ngồi dưới luân hồi thụ nhìn thấy vương lâm đi vào trong mắt lộ ra một tia sợ hãi lão vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu của vương lâm trong lòng lại càng kinh hoàng còn cần bao lâu nữa vương lâm nhìn về phía luân hồi thụ ba điểm sáng màu vàng trên cây đã to như nắm tay rồi, rất nhanh. Cùng lắm chỉ sau nửa canh giờ là tạo thành luân hồi quả, Hồ lão quả quyết nói, không còn kịp nữa rồi. Lúc nãy chỉ là ngũ diệp thuật chú sư. Một khi có giả nhân Lục Diệp tương đương với hóa thần hậu kỳ đến đây, nếu là một người thì ta còn có thể chắc chắn kiềm chế được. Nhưng nếu có hai người tới thì ta không đủ sức, hơn nữa nơi đây còn có Thất Diệp thuật chú sư tương đương với anh biến kỳ. Vương Lâm trầm giọng nói, vẻ mặt hồ lão trở nên âm trầm. Lão đang muốn mở miệng thì đột nhiên biến sắc rồi nhìn ra bên ngoài trận pháp. Vương Lam than nhẹ một tiếng cũng đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy từ xa có 20 đạo hắc mang bay đến như tên bắn. Trong đó có 6 đạo hắc mang bao phủ lấy những khuôn mặt khổng lồ. Đặc biệt là hai người dẫn đầu vừa tỏa ra hắc mang vừa mang theo ma diễm ngập trời. Trên khuôn mặt khổng lồ lâu lâu lại lóe lên 6 chiếc lá, sau khi đi đến gần, những luồng hắc mang này lập tức hóa thành giả nhân. Hai người lục diệp thuật chú sư dẫn đầu chính là hai giả nhân lúc nãy đuổi giết bọn họ rồi chạy theo thao thú. Những ký hiệu trên người lão bà so với trước kia thì nhiều hơn một chút, màu đỏ vẫn chưa biến mất rõ ràng mới được vẽ lên. Bà ta cười khục khạch vung bàn tay phải giống như cành cây khô về phía trước. Cơn lốc lúc nãy bị công kích liên tục kia lập tức tan vỡ, 16 con ác quỷ ở bên trong tiêu tán vào khoảng không. 16 lá cờ được cắm bốn phía trên mặt đất lập tức vỡ vụn, sau khi cơn lốc tiêu tán, hiện ra trước mặt mọi người chính là một tấm màn màu đen. Bà lão bước thẳng về phía trước, đang muốn bước vào trong tấm màn thì đột nhiên biến sắc. Cơ thể bà ta xoay chuyển về phía sau với một góc độ không thể tin, chỉ thấy một cái lưỡi hái lóe lên rồi biến mất bên trong tấm màn, cơ thể khô héo của bà lão lập tức xuất hiện một vết máu. Bà ta rống lên một tiếng, vuốt lên những ký hiệu trên tay phải những ký hiệu lập tức xuất hiện, lấp lánh ở bốn phía bên ngoài cơ thể. Trong miệng bà lão vang lên vài câu thần chú, những ký hiệu lập tức chuyển động, đám ký hiệu hóa thành những quả cầu lửa khổng lồ. Bà lão gầm lên một tiếng, những quả cầu lửa lập tức bay thẳng vào tấm màn. Trong tấm màn bay ra rất nhiều trường thương được cấm khí tạo thành, đánh thẳng lên những quả cầu lửa kia, phát ra những tiếng nổ long trời lở đất, năm cây lưỡi hái cũng đồng thời bay từ bên trong ra rồi chụp xuống bà lão. Đúng lúc này, một đạo tử quan từ phương xa phóng tới, trong nháy mắt đã đáp xuống bên cạnh lão bà. Tử quan tiêu tán để lộ ra một người đàn ông trung niên, cơ thể người này cực kỳ cường tráng. Hắn duỗi tay tới trực tiếp nắm chặt một cái lưỡi hái. Hắn bóp mạnh, lưỡi hái vang lên một tiếng rắc rồi vỡ vụn. Hắn lại vung lên một trảo, lại có một lưỡi hái bị hắn chụp được rồi bóp nát. Lúc này chỉ còn lại ba cái lưỡi hái, chúng lập tức bay vào bên trong tấm màn rồi biến mất. Người đàn ông cường tráng kia mọi chỗ trên cơ thể đều dày đặc ký hiệu. Nhưng những ký hiệu này có chút không giống với những giả nhân khác. Nó không phải lơ lửng ở bên ngoài mà dung nhập thật sâu vào bên trong cơ thể, trở thành một bộ phận của làn da. Sau khi người này xuất hiện, bà lão kia hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì. Người đàn ông cường tráng nhìn vào trong hắc vụ, tay phải của hắn đột nhiên tung ra một quyền. Ký hiệu trên cơ thể hắn lập tức chuyển động một cách quỷ dị tất cả những ký hiệu lập tức ngưng tụ lại trên nắm đấm bàn tay phải. Hắn tung ra một quyền làm tấm màn đen rung chuyển, ba cây lưỡi hái ẩn bên trong lập tức vỡ vụn, sắc mặt hồ lão âm trầm. Lão quay đầu nhìn về phía thân cây, cắn răng đảo mắt qua hai người hứa la và vận manh. Cuối cùng ánh mắt lão tập trung lên người hứa la. Tay phải lão bấm pháp quyết vỗ về phía trước, một chùm sáng lập tức chui vào trong cơ thể hứa la. Hứa la lập tức kêu thảm một tiếng rồi phun ra một nguồn máu tươi cơ thể hắn lão đảo rồi ngã xuống mặt đất nhưng trong nháy mắt khi hắn ngã xuống có rất nhiều khí thể màu trắng bạch từ trên đỉnh đầu của hắn điên cùng tuôn ra tiến vào bên trong luân hồi thụ ánh mắt vương lâm chớp động nhìn về phía hồ lão lão này lòng lan dạ sói không tiếc hy sinh toàn bộ tuổi thọ của đệ tử để tăng tốc việc thôi hóa luân hồi quả nhưng đây là chuyện của môn phái bọn họ vương lâm không có quyền can thiệp cơ thể hứa la ngã xuống đất ba điểm sáng màu vàng trên luân hồi thụ lập tức phát ra thứ ánh sáng chói mắt rồi dần dần ngưng thực lại, trong lòng hồ lão biết vẫn còn không đủ. Lão thầm than một tiếng rồi điểm tay về phía vận manh. Cô gái lập tức phun ra một nguồn máu tươi trong ánh mắt lộ ra vẻ đau xót nhìn về phía hồ lão rồi nhắm chặt mắt lại. Lập tức có rất nhiều khí thể màu trắng bạch từ trên đỉnh đầu nàng dung nhập vào trong luân hồi thụ. Ba trái luân hồi lập tức ngưng thực lại trong nháy mắt. Vương Lâm và hồ lão cất bước cùng một lúc, chụp thẳng về quả trên luân hồi thụ khoảng cách quá ngắn nên chỉ trong nháy mắt hai người đã phóng lên ngọn cây vương lâm vung tay chụp được một luân hồi quả còn hồ lão lại giơ hai tay chụp được hai quả sau đó cơ thể lão lập tức lui về phía sau ánh mắt lão nhìn về phía vương lâm tràn đầy vẻ cảnh giác vương lâm không chút do dự vỗ một chưởng lên luân hồi thụ cây này lập tức bị cắt đứt rễ được hắn đặt lên vai tay phải hắn vung lên triệu hồi tấm màn đen lập tức biến mất, cấm phiên rơi lên tay. Cơ thể hắn không ngừng lại mà bay về phương xa như tên bắn, hồ lão cũng giống như vậy, hai người chọn hai phương hướng trái ngược nhau, còn khâu tứ bình lúc này cũng mở hai mắt ra. Hắn cắn chặt răng chạy theo vương lâm, tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt khi tấm màn đen biến mất. Ba bóng người từ bên trong bay ra, những giả nhân ở bên ngoài lập tức phóng lên ngăn cản, hai mắt của người đàn ông cường tráng kia nhìn chầm chầm vào vương lâm cơ thể hắn khẽ động đã bay đến ngăn cản trước mặt Vương Lâm, còn ánh mắt lão bà lại tập trung lên người hồ lão, bay lên ngăn cản. Một người lục diệp thuật chú sư khác, ánh mắt của hắn lại đặt lên thân thể Khâu Tứ Bình. Khâu Tứ Bình chỉ cảm thấy mình bị một con mảnh thú nhìn chằm chằm, cơ thể hắn đột nhiên bị một sức mạnh kỳ lạ bao phủ, không thể cử động được. Hắn trơ mắt nhìn tên lục diệp thuật chú sư kia nhếch mép cười. Ngay sau đó hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại rồi mất đi tri giác trên trán hắn xuất hiện một dấu ấn kỳ dị đang không ngừng sinh trưởng đối mặt với sự ngăn cản của người đàn ông cường tráng sắc mặt vương lâm trở nên âm trầm hắn không do dự vỗ vào túi trữ vật chém thẳng tiên kiếm trong tay về phía trước người đàn ông cường tráng kia cười lên ha hả tay phải của hắn lập tức vung lên đấm vào kiếm quang. ầm uhm, tay phải của người đàn ông cường tráng lập tức tróc da bông thịt lộ ra những khớp xương màu xám ở bên trong trên đầu những khớp xương lấp lánh những ký hiệu cơ thể hắn bắn ra hơn 10 trượng mới dừng lại. Trong mắt hắn lộ ra tia sáng tràn ngập chiến ý, hắn hét lớn một tiếng, lại vọt thẳng về phía Vương Lâm, Vương Lâm cảm thấy tiên kiếm trong tay chấn động. Hắn lập tức nương theo lực phản chấn mà lui về phía sau, hóa thành một đạo hắc mang, muốn bỏ chạy, chương 350, quy lực của xạ thần xa. Hắn hầu như lập tức đoán được đối phương không phải là thuật chú sư mà chính là chiến thú sĩ trước giờ chưa từng xuất hiện. Nếu không thì thuật chú sư làm sao có thể dùng nắm đấm đỡ được uy lực của tiên kiếm chứ? Trong nháy mắt khi Vương Lâm rút lui, hắn nhìn thấy điểm khác thường trên mi tâm của Khâu Tứ Bình. Trong lòng hắn trầm xuống, tay phải tung ra một trảo, túi trữ vật của Khâu Tứ Bình lập tức rơi vào trong tay hắn. Vương Lâm cũng không dừng lại mà nhanh chóng bay đi, người đàn ông cường tráng hét lớn lên một tiếng phóng người đuổi theo. Lúc này những thuật chú sư còn lại lập tức có mấy người phóng lên ngăn cản Vương Lâm trong mắt vương lâm lóe lên sát khí hắn hét lên cút nói xong tiên kiếm trong tay hắn chém ngang ra lập tức có hai người bị chém ngang hông máu tươi bắn ra tung tóe bước tiến ngăn cản của những người kia lập tức khựng lại mượn theo xu thế đó vương lâm đột nhiên vọt thẳng ra ngoài hai mắt người đàn ông cường tráng hơi trầm xuống hắn đuổi theo phía sau tốc độ của hai người đều cực nhanh trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời xa còn lục diệp thuật chú sư vừa mới thôi hóa khâu tứ bình nhìn thoáng qua phương hướng hai người vương lâm biến mất. Hắn thu hồi ánh mắt rồi lại chuyển lên người hồ lão đang chiến đấu với lão bà. Hắn liếm liếm môi, hai mắt nhìn chầm chầm vào túi trữ vật trên lưng hồ lão, chỗ đó đang phát ra từng đợt ánh sáng màu vàng. Mặc dù là túi trữ vật cũng không thể che đậy được tia sáng này, vương lâm vác luân hồi thụ trên vai, cảm thấy cực kỳ cổ quái. Hắn không thể bỏ nó vào trong túi trữ vật mà chỉ có thể cầm theo. Còn luân hồi quả được hắn bỏ vào trong túi trữ vật. Nhưng ánh sáng màu vàng chói mắt kia lại không thể dập tắt được, người đàn ông cường tráng đang nhanh chóng truy đuổi ở phía sau. Hắn nhìn vào bóng lưng Vương Lâm, chiến ý trong mắt rất hiên ngang. Hắn dùng ngôn ngữ mà Vương Lâm có thể hiểu được hét lớn lên, "Người ngoại lai, like. ngươi chạy không thoát đâu, không bằng đánh với ta một trận." Trong mắt Vương Lâm lóe lên sát ý, hắn sờ lên vòng tay, cơ thể ngừng lại. Tay phải hắn cầm tiên kiếm đột nhiên xoay người chém xuống, trong miệng nói, được. Ta đánh với ngươi một trận, người đàn ông cường tráng cười ha hả. Hắn cũng không trốn tránh, mà hai tay đánh thẳng lên. Hắn lui ra sau mấy trượng, hai tay máu thịt mơ hồ. Nhưng những khớp xương ở bên trong lại không bị tổn thương, chiến ý trong mắt hắn lại càng đậm, quát lên, sĩ mộc, lục diệp chiến thú sĩ, ánh mắt vương lâm lạnh lẽo, nói, vương lâm. Tu sĩ hóa thần, cơ thể sĩ một phóng thẳng về phía trước, hai nắm tay đấm thẳng lên trời, lập tức những tiếng xé gió gào thét bay tới. Vương lâm vung tiên kiếm lên, trước mặt ba trượng lập tức nổ ầm lên, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên tiên kiếm truyền ra. Hai tay vương lâm lập tức tê dại, nếu bản tôn có ở đây nhất định sẽ chiến đấu một trận với người này. Ánh mắt vương lâm chấp động, nâng tay phải lên, khu thú quyển lập tức bay ra, ầm, một tiếng, xe xạ thần đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ở bên ngoài chính là một đầu thú hồn mở hai mắt nhìn chầm chầm vào sĩ một. Nó rống lên một tiếng rung trời lỡ đất, sĩ một ngẩng người ra, sắc mặt khẽ biến, xạ thần xa. Để ta thấy uy lực của ngươi rốt cuộc có xứng với cái tên không, trong mắt vương lâm lộ ra hàng mang. Hôm nay nếu không giết chết được người này, hắn chắc chắn sẽ không thể nào chạy thoát. Thú hồn trên xe xạ thần đột nhiên quay đầu lại. Khi nó nhìn thấy Vương Lâm thì lại trống lên một lần nữa. Lúc này tất cả những mũi nhọn dữ tợn trên chiến xa đều lấp lánh hắc mang. Những hắc mang này chậm rãi ngưng tụ về phía thú hồn, một tia cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ xuất hiện lập tức bao phủ toàn thân sĩ Mộc. Hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không chờ chiến xa chuẩn bị hoàn thiện mà lập tức phóng tới, nắm đấm tay phải đột nhiên tung ra, Vương Lâm cười lạnh cơ thể hắn khẽ động tiên kiếm lập tức chém thẳng về phía trước. Một tiếng nổ tầm, vang lên cách 30 trượng. Nắm đấm bàn tay phải của sĩ một bắn thẳng về phía trước. Sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, miễn cưỡng ngừng lại, sau đó lại tiến lên, vương lâm lại chém xuống một kiếm. Lần này hắn không ngừng lại mà liên tục khu tiên kiếm. Trong nháy mắt có 10 đạo kiếm quang bắn ra liên tiếp, ầm, 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 cơ thể sĩ một liên tiếp lui về phía sau. Khắp người hắn đều là vết thương để lộ ra những khớp xương trắng dày đặc thậm chí trên đầu xương ngực của hắn còn xuất hiện một số vết nứt nhưng khi ký hiệu lóe ra những vết nứt đó lại được khôi phục như lúc ban đầu tiên kiếm trên tay vương lâm đột nhiên truyền ra tiếng kêu gào của hứa lập quốc hắn và những du hồn không thể nào hoàn toàn điều khiển được tiên kiếm nếu như sử dụng quá nhiều bọn họ chắc chắn sẽ tan thành mây khói tiếng kêu gào của hứa lập quốc truyền vào trong tay vương lâm lúc này hắn mới ngừng tay lại. Hồn thú đã hấp thu được tia hắc mang cuối cùng trên những mũi nhọn của xe xạ thần, cơ thể nó đột nhiên trở nên khổng lồ, những sợi xích sắt trói buộc nó lúc này lại biết mất toàn bộ. Một luồng sức mạnh giống như hủy thiên diệt địa từ trong chiến xa truyền ra rồi mạnh mẽ tuôn vào trong cơ thể hồn thú, gào, hồn thú gầm rống, nhảy ra khỏi chiến xa. Nó dùng một loại tốc độ mà Vương Lâm không thể nhìn thấy được vọt tới trước người sĩ mộc hai mắt sĩ mộc lộ ra một tia hoảng sợ hắn muốn lùi về phía sau nhưng tốc độ của hắn và hồn thú có sự chênh lệch quá lớn trong cơ thể hồn thú tràn đầy lực lượng hủy diệt chỉ trong nháy mắt nó đã xuyên qua cơ thể sĩ mộc vương lâm rõ ràng nhìn thấy sau khi hồn thú đi xuyên qua cơ thể sĩ mộc hàm răng khổng lồ trong miệng nó cắn chặt lên một đạo tàn hồn tàn hồn này chính là sĩ mộc cơ thể sĩ mộc bắt đầu xuất hiện những vết nứt từ trên mi tâm những vết nước này lập tức bao quanh toàn thân cuối cùng cả người hóa thành tro bụi rồi tiêu tan giữa trời đất hồn thú há miệng nuốt tàn hồn vào sau đó nó mạnh mẽ xoay đầu lại gầm rống rồi phóng thẳng về phía vương lâm khu thú quyển hung tính rất lớn há có thể cam tâm để vương lâm điều khiển sao khoảnh khắc khi nó tấn công tới ánh mắt vương lâm bình tĩnh tay phải hắn đánh ra ấn quyết bắn lên chiến xa ở bên cạnh lập tức có rất nhiều sợi xích sắc đột nhiên hư ảo xuất hiện giữa những tiếng kêu két két từng sợi xích bay ra cột chặt lấy hồn thú kia đang gầm rống phóng tới, hồn thú không cam lòng vùng vẫy liên tục. Tiếng gầm của nó càng ngày càng kịch liệt, muốn dãy ra từ trong xích sắt. Nhưng những sợi xích này giống như có một sức mạnh vô tận trói chặt lấy hồn thú, rồi kéo nó về bên cạnh chiến xa, hồn thú không ngừng dãy dụa và gầm rống, nhưng cuối cùng cũng bị trói chặt trở về. Khoảnh khắc khi cơ thể khổng lồ của nó bị trói trở về chiến xa, thì nó dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất bên trong chiến xa. Chiến xa tầm, một tiếng hóa thành khu thú quyển rồi bay về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn lấy ra một khối cực phẩm linh thạch rồi duỗi ta phải ra. Khu thú quyển rơi lên trên cổ tay, đồng thời một lực hút cực đại vô cùng vô tận lập tức từ bên trong truyền ra. Vương Lâm nắm chặt cực phẩm linh thạch, cơ thể khẽ động lập tức bay thẳng về phương xa. Tốc độ của hắn cũng không nhanh hắn vừa bay vừa chuyển lực hút từ bên trong khu thú quyển lên trên cực phẩm linh thạch, quá trình này dằn con một lúc lâu, hấp lực mới từ từ yếu đi. Tráng vương lâm đổ đầy mồ hôi. Hắn buông tay, khối cực phẩm linh thạch lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán trong không gian, quy lực của xạ thần xa thật không thể tưởng tượng nổi, không hổ danh là bảo vật của tiên giới. Chỉ tiết hung tính của hồn thú cắn trả lại quá mạnh, khu thú quyển thời điểm này vẫn còn có thể điều khiển được, nhưng nếu sử dụng nhiều lần thì không biết chừng một ngày nào đó mình sẽ bị hút thành xương khô mặt khác mỗi lần sử dụng phải tiêu hao một khối cực phẩm linh thạch để bù vào lượng linh lực mất đi cái giả phải bỏ ra cũng quá cao tráng vương lâm đổ đầy mồ hôi bị những cơn gió thổi qua lập tức biến mất ánh mắt hắn chớp động lòng lại trầm ngâm tốc độ của vương lâm cực nhanh hắn biết mức độ nguy hiểm của tầng thứ ba là rất lớn hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này mà lời nói của lão già giả nhân ở tầng thứ hai lại vang vọng trong tai hắn. Thất diệp thuật chú sư tương đương với tu sĩ anh biến kỳ, là những tồn tại mà Vương Lâm bây giờ không thể chống lại được, cũng không biết được xạ thần xa có thể giết chết được tu sĩ anh biến kỳ hay không. Nhưng giữa tu sĩ hóa thần và tu sĩ anh biến không phải có thể dùng số lượng để bù đắp lại được. Bản chất có sự khác biệt lớn, trong cơ thể tu sĩ anh biến tất cả linh lực đã biến thành tiên khí, Vương Lâm trao mày nhưng cũng có chút kỳ lạ, động tĩnh lúc nãy của luân hồi thụ lớn như vậy sao không thấy thất diệp thuật chú sư xuất hiện, ánh mắt vương lâm lóe lên, tốc độ của hắn lại càng nhanh, hắn vác luân hồi thụ lên người bay ở tầng thứ ba cực kỳ chói mắt. Sau khi bay được một đoạn, tay phải vương lâm chặt lên luân hồi thụ, cái cây lập tức bị chặt ra từng khúc, lúc trước một cành cây có thể bỏ vào trong túi trữ vật, bây giờ lại không thể bỏ cả cái cây vào. Ta thử chặt nó ra thành từng đoạn xem sao chương 351, chạy trốn, Vương Lâm cầm lấy một khúc cây ném vào trong túi trữ vật, không có chuyện gì xảy ra, một khúc cây luân hồi thụ lập tức bay vào bên trong, có tác dụng, Vương Lâm gia tăng tốc độ, trong nháy mắt hắn đã ném tất cả những khúc cây vào trong túi trữ vật, luân hồi thụ quả thật thần kỳ. Nguyên cây thì không thể bỏ vào trong túi trữ vật được, nhưng nếu chặt ra từng đoạn thì lại có thể. Vương Lâm đưa mắt nhìn qua túi trữ vật rồi bay thẳng về phía cánh cổng tầng thứ ba. Thời gian dần trôi qua, cửa tầng thứ ba đã hiện ra trước mặt hắn như mong muốn. Cơ thể Vương Lâm lập tức thuấn di, xuất hiện ở cửa. Hắn đang muốn đi lên thì đúng lúc này từ phương xa truyền đến một tiếng ho khan. Một lão già lưng còng có bốn phần năm vị trí trên cơ thể phủ đầy ký hiệu đang từ xa chậm rãi đi tới. Vương Lâm không chút do dự, cơ thể hắn chợt lóe lên rồi vọt qua cánh cổng đi lên tầng thứ hai. Trên cổ tay lão già đeo một cái vòng bằng xương thú lão sờ sờ lên vòng tay rồi nhìn về phía vương lâm vừa biến mất. lão phóng thẳng người về phía trước, trong nháy mắt lão đã biết mất ngay tại chỗ. khi xuất hiện đã đứng ở tầng thứ hai. a, à, sau khi lão già xuất hiện lập tức ngẩng người. lúc nãy khi lão di chuyển thì rõ ràng phát hiện được vị trí của người ngoại lai này, nhưng bây giờ xuất hiện thì khí tức của đối phương lại lập tức biến mất. lão già đứng thẳng người, tay phải điểm lên mi tâm, bảy lá cây lập tức xuất hiện bên ngoài nó chậm rãi kéo dài từ trên đỉnh đầu xuống. Ngay lập tức tất cả những xó xỉnh ở tầng thứ hai nhanh chóng hiện lên trong lòng lão, đồng thời một thần thông giống như thần thức của tu sĩ bao trùm toàn bộ tầng thứ hai. Sau khi nó quét qua lại không phát hiện ra tung tích của Vương Lâm, lúc này trên mặt lão già lộ ra vẻ sửng sốt, tiểu bối ngoại lai này cũng có bản lĩnh, có thể lẫn trốn dưới con mắt lão phu, lão già trầm ngâm một lúc, đi một bước về phía trước rồi biến mất, thời gian dần trôi, nháy mắt đã qua nửa tháng, trong vòng nửa tháng không có ai rời khỏi tiên di chi địa. Hồ lão sau khi bị trọng thương đã không tiếc tiêu hao nguyên thần dùng thuật bảo toàn sinh mệnh để chạy ra ngoài. Nhưng mới chạy được nửa đường đã bị lão già lưng còng bắt được, kể từ đó cũng không còn tin tức. Còn thi thể của hứa la và vận manh cũng bị tiên di tộc lấy đi, vì có chỗ hữu dụng, khâu tứ bình bị tu sĩ lục diệp thôi hóa. Hắn căn bản không thể chống lại, dù sao thì tu sĩ lục diệp cũng là một tồn tại tương đương với hóa thần hậu kỳ. Hắn trở thành khôi lỗi, trừ cô gái mặc lộ trắng và lão già đầy tớ mặc đồ xanh không biết đang ở nơi nào ra, thì lần này những người tiến vào tiên di chi địa chỉ còn lại vương lâm. Vào một ngày, ở lối vào từ tầng thứ hai xuống tầng thứ ba đột nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng bảy màu lấp lánh. Rất nhanh đã có một bóng người từ trong hư không biến ra, trong nháy mắt khi vương lâm hiện thân, hắn lập tức phóng thẳng đi rồi biến mất ngay tại chỗ. Nửa tháng trước khi phát hiện ra lão già lưng còng hắn đã không chút do dự tiến vào tầng thứ hai rồi chui thẳng vào trong không gian thiên nghịch. Đã lâu rồi hắn chưa tiến vào ẩn nấp bên trong không gian thiên nghịch. Thất diệp thuật chú sư tương đương với tu sĩ anh biến xuất hiện trước mặt, Vương Lâm biết rõ mình không thể chống lại. Hắn biết một khi bị đối phương phát hiện ra thì chỉ còn đường chết. Sau khi hiện thân Vương Lâm phát huy tốc độ đến cực hạn, hắn điên cuồng bay đi không tiếc tiêu hao linh lực, nếu không phải tinh la bàn chỉ có thể bay trên bầu trời và trong hư vô thì vương lâm đã sớm sử dụng nó rồi hắn cầm chặt cực phẩm linh thạch trong tay rồi bay thẳng một mạch sau đó hắn chạy tới cánh cổng của tầng thứ nhất hắn đang muốn chạy vào thì đột nhiên một cái ký hiệu màu vàng khổng lồ xuất hiện rồi khóa kính cánh cửa lại tiểu bối ngoại lai lão phu chờ ngươi đã lâu rồi trong tiếng ho khang lão già lưng còng xuất hiện bên dưới ký hiệu hai mắt lão nhìn thoáng qua vương lâm dưới cái nhìn của lão, Vương Lâm lập tức cảm thấy một loại cảm giác giống như toàn thân bị xuyên thấu, một cái lồng lạnh như băng bao phủ toàn thân, Vương Lâm không dám rút lui. Hắn cảm giác được nếu như mình lui lại thì đối phương sẽ lập tức xuất thủ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía lão già, tay trái sờ lên khu thú quyển, ngươi đã giết chết mặt mặt, địch nha, cổ và sĩ mộc. Ta nhìn thấy phù bán chi linh của bọn họ trên người ngươi với tu vi chỉ sắp đạt đến hóa thần trung kỳ mà có thể giết chết được những con cháu hậu bối này của tộc ta, đặc biệt là lục diệp sĩ một, thì chắc chắn ở trên tu chân quốc ngươi cũng không phải hạng người vô danh. Ngươi tên gì? Lão già ho khang, chậm rãi nói, vương lâm, vương lâm nhẹ nhàng nói. Tay trái hắn lại đè lên khu thú quyển. Cái vòng tay này có hai thiếu sót trí mạng chính là giai đoạn chuẩn bị quá lâu. Đối diện với lão già, Vương Lâm cũng không nắm chắc có thể kéo dài thời gian đến khi mở ra chiến xa được. Pháp bảo giết chết sĩ một, chính là cái vòng tay của ngươi sao. Lão già liếc mắt nhìn qua khu thú quyển, lại nói, bên trong có mùi vị của thú hồn, sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Hắn nhìn chầm chầm vào lão già, thử lùi người về phía sau. Lão già liếc mắt nhìn Vương Lâm, hắn lập tức dừng chân không dám di chuyển tiếp. Lão già ho khang vài tiếng, nói, lão phu cũng không muốn làm khó ngươi. Nếu ngươi nói ra phương pháp ẩn giấu khí tức ta sẽ để ngươi được toàn thay, đồng thời còn tự mình hạ phù chú lên người để ngươi từ nay về sau trở thành phù khôi, một, của lão phu. Với tu vi của ngươi thì chạy không thoát đâu, một con rối tạo thành do hạ phù chú vào người khác, lão nói xong thì tay phải đưa về phía trước. Vương Lâm lập tức cảm thấy không gian bốn phía nhanh chóng đông đặc lại, hai mắt Vương Lâm lóe lên hàng quang, tay phải vuốt lên túi trữ vật. Cấm phiên xuất hiện trong tay hắn rồi rung lên, rất nhiều cấm khí gầm rống bay ra cấm khí hóa thành ác long bay về phía lão già đồng thời tiên kiếm cũng xuất hiện trong tay vương lâm hắn chém mạnh xuống kiếm mang màu đen lập tức lóe lên lão già nhướng mắt tay phải chỉ về phía trước những ký hiệu trên cơ thể lão lập tức chuyển động trên đầu ngón tay lão xuất hiện một cái ký hiệu rồi phóng thẳng ra ngoài ký hiệu này vừa mới xuất hiện đã nổ ầm ra rồi hóa thành rất nhiều ký hiệu nhỏ chúng nhanh chóng bay về phía cấm khí đồng thời đối với kiếm mang của tiên kiếm lão già lại nâng cánh tay phải lên búng một ngón tay đánh thẳng vào kiếm mang ầm ừ, kiếm mang biến mất trên đầu ngón tay lão già xuất hiện một vệt máu lão nhìn qua nói rất tốt thanh kiếm này cũng là bảo vật gia đầu vương lâm tê dại cấm phiên vô dụng tiên kiếm cũng vô dụng xạ thần xa cần phải có thời gian chuẩn bị để đối mặt với lão già cũng là vô dụng ánh mắt vương lâm chớp động hàng quang tay phải hắn lại vuốt lên túi trữ vật, một cái cấm viên khác lại xuất hiện trong tay. tay trái hắn đánh ra cấm chế bay thẳng về phía lão già. lão già nhìn chầm chầm vào cấm viên, lắc đầu nói: bảo vật trên người tiểu bối ngươi quả thật rất nhiều, chắc chắn ở trên mặt đất cũng là đệ tử của một môn phái lớn. trên vật này đều có một cổ lực lượng thiên uy. trận pháp này sau khi hoàn chỉnh thì tu sĩ của các ngươi sẽ nói có thiên kiếp giáng xuống, nếu như ở trên mặt đất thì có thể uy hiếp được lão phu. Nhưng đây là thánh địa của tiên di tộc, là một thế giới khác, thiên kiếp không thể phủ xuống được. Ngươi cứ thử xem." Lão già nói xong, tay phải lại đưa về phía trước, lúc này tốc độ của lão cũng không nhanh nhưng uy lực lại mạnh mẽ hơn vừa rồi rất nhiều. Trong khoảng chu vi trăm trượng lập tức vang lên những tiếng két két. Một số khe nứt không gian lập tức xuất hiện, chu vi trăm trượng này giống như sắp sửa sụp đổ, ánh mắt Vương Lâm chớp động, cấm chế rung lên rồi nhanh chóng thu hồi. Trong tay lại có thêm một bức tranh, trong nháy mắt khi bức tranh bình thường này xuất hiện trong tay Vương Lâm, sắc mặt lão già từ đầu đến giờ vẫn bình tĩnh đột nhiên trở nên ngưng trọng, bàn tay đang chụp tới cũng hơi chậm lại, ngừng lại một lát. Vương Lâm lập tức phát hiện áp lực từ bốn phía chậm lại, không do dự, hắn lập tức mau lui, tiến xuống phía dưới, bay nhanh ra xa, lão già ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, hắn bước về phía trước một bước, đuổi theo. Vương Lâm than thầm, hắn tế luyện thời gian đã lâu nhưng không hề biết sử dụng cuộn tranh này như thế nào, vừa rồi trong túi trữ vật thật sự không có vật nào có thể khống chế vật của đối phương, nên mới chuẩn bị liều mạng một phen, xuất ra cuộn tranh gỗ, cứ mở ra một cách bất kỳ, nhưng lão già đang nhìn chầm chầm vào cuộn tranh gỗ. Kể từ đó, Vương Lâm lập tức thay đổi kế hoạch, thu hồi cuộn tranh, vội vàng bỏ chạy, cổng vào tầng thứ nhất bị bịt kín, chỉ có một phương pháp có thể chạy ra, tuy là cực kỳ nguy hiểm, nhưng so với ở trong này, cơ hội sống sót phải tốt hơn nhiều vương lâm cầm kiếm tiên hướng về hư không thẳng tiến